thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 601, Lâm Lang 1 Lâm Gia là đệ nhất gia tộc của Thiên Vũ Vương Quốc. Lâm Lang Công Tử là con trai độc nhất được Lâm Gia chủ sủng ái nhất, đệ đệ của Thái tử Phi Hiên Viên Vương Quốc. Hắn mở miệng nói, Mạc Thiên Tuyết Bệ Hạ cũng phải cho chút thể diện. Chỉ phải đáp ứng, thiếu gia lại không cần lo lắng nữa. Gã sai vặt có chút do dự, liên tục gật đầu. Hiện nay, loại tình huống này, không có biện pháp tốt hơn. Vị Trương Huyền này, một khi sát hạch danh sư nhị tinh thành công, địa vị, thân phận nước lên thì thuyền lên, thật sự muốn truy cứu chuyện ngày đó, quý gia cho dù thân là một trong ba gia tộc lớn, cũng không dám chống lại. Danh sư nhị tinh, nhất là loại cấp cấp bậc thiên tài này, có thể nói nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn là sư huynh của Khương Đường chủ, phía sau có một lão sư càng lợi hại hơn. Trả thù nhất định là không dám hắn thầm nghĩ tìm một người có địa vị đứng giữa chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không mà lâm ra này chính là một lựa chọn trong đó ừ nhanh đi vào đi vung tay lên quý mặc công tử đi nhanh về phía phỉ thúy khác nhìn bộ dạng hắn quen việc dễ làm chắc hẳn là thường xuyên đến đây dọc theo con đường nhỏ lát đá đi một hồi đi tới trước một gian phòng rộng rãi và hộ vệ thông bẩm một tiếng đi vào audio điện tử võ tấn bền. Vừa tiến vào phòng, bên trong rộng rãi sáng sủa. Đại sảnh rộng rãi, xung quanh có đủ loại bảo thạch, gia thú, lắp đặt thiết bị tráng lệ. Cho dù vương cung so sánh với nơi đây, cũng kém một mảng lớn. Dưới trận pháp gia tăng, linh khí kinh người, đại điện đóng kín, chẳng những không có vẻ nặng nề, trả lại cho người ta một loại cảm giác của trốn bồng lai tiên cảnh. Giữa gian phòng một người thanh niên nghiêng dựa vào trên một tấm da thú cực lớn, hai bên có mỹ nữ vây quanh. Trên bàn trà trước mặt bày đầy các loại món ngon mỹ vị, mùi rượu sông vào mũi. Đối diện với hắn, cũng là một người thanh niên, toàn thân ung dung sang trọng, đang cầm chén rượu lên cùng đối phương chè chén. Quý mặc lão đệ, đã lâu không gặp. Thấy hắn tiến đến, người thanh niên nghiêng người dựa vào trong lòng mỹ nữ, vẫy vẫy tay. Lâm lang công tử, quý mặc ôm quyền, Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phí hiên vương tử của khôn cản vương quốc. Lâm lang công tử chỉ vào người thanh niên đối diện, giới thiệu hai người với nhau. Phí hiên vương tử, vị này chính là quý mặc công tử của quý gia ở thiên vũ vương thành. Hóa ra là quý công tử, tuổi còn trẻ liền trở thành thi họa sư chính thức. Ta ở khôn cản vương quốc đã từng nghe nói tới đại danh. Phí hiên vương tử cười nói. Vị này, chính là người Trương Huyền đã nhìn thấy ở vương cung, vương tử cầu thân mạc Vũ công chúa. Cầu thân thất bại, lại biết Liễu hội trưởng trị bệnh cho thần thú trấn quốc, lại đánh chú ý tới Lâm gia. Sử dụng nghiệp đoàn trận pháp sư và thái tử phi ở sau lưng chống đỡ, Lâm gia ở trong vương quốc nhất đẳng, giống như cự phách. Cho dù hắn là vương tử, cũng không dám giả vờ lớn lối. Trước khi tới đây, ba gia tộc lớn, các loại thế lực phân bố trong vương thành, hắn đã sớm nghe ngóng về phần quý mặc công tử này vừa nghe tên hắn tự nhiên sẽ biết chuyện hai bên nhận thức ngồi xuống hàn huyên vài câu quý mặc công tử cũng không nhiều lời vô ích lâm công tử lần này lão đệ tới tìm công tử là cầu công tử giúp một tay a à, lâm lang liếc mắt nhìn lại là như vậy ta trước đó trong lúc vô ý đắc tội trương huyền trương sư hiện tại hắn sát hạch danh sư nhị tinh thành công ta sợ hắn gây phiền toái cho nên muốn mời Lâm Công Tử làm người trung gian, từ trong đó hòa giải một chút. Quý Mạc Công Tử nói, Trương Huyền, người nói chính là thiên tài danh tiếng rất lớn trong mấy ngày qua sao. Lâm Lang rót đầy một chén rượu, vẻ mặt cũng không quá để ý. Chính là hắn, chương 602, Lâm Lang 2. Quý Mạc Công Tử liền vội vàng gật đầu, cổ tay lật một cái. Ta biết chuyện này rất khó làm, cũng biết Lâm Công Tử cũng có chút yêu thích đối với thi họa, đặc biệt chuẩn bị tranh do kim mãn đường tiền bối lưu lại, mong rằng công tử vui lòng nhận cho. Khô Tùng Đồ, đây chính là một bức họa cuối cùng kim mãn đường tiền bối bảo tồn cho hậu thế. Cho dù ở trong tác phẩm ngũ cảnh, cũng được cho là chân phẩm. Bức họa này, giá trị cực cao, quý gia các ngươi, năm đó có ơn cùng lão tiên sinh, lúc này mới may mắn thu thập, tàng chữ được. Lần này tự nhiên bỏ được, lấy ra cho ta, không tệ, không tệ. Tiếp nhận bức tranh cuộn tròn, mở ra nhìn một hồi, lâm lang thỏa mãn gật đầu. Chuyện này của ngươi, ta đáp ứng. Cảm ơn lâm công tử. Sắc mặt quý mặc công tử nhất thời đỏ lên. Được rồi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Danh sư nhị tinh tuy rằng lợi hại, nhưng ở trước mặt lâm ra chúng ta vẫn không tính là gì cả. Một kẻ có vận khí tốt, bái lại được một sư phụ tốt mà thôi. Lâm lang công tử khoát tay áo. Chờ hắn sát hạch xong, ta gửi một tấm thiệp, mời hắn đi theo, các ngươi gặp mặt một lần. Có mâu thuẫn gì, cũng sẽ lại hóa giải. Vâng, quý mặc công tử liên tục gật đầu. Nếu như người khác nói như vậy, hắn khẳng định xem thường. Nhưng vị lâm công tử trước mắt này, quả thật có bản lĩnh này. Chỉ lớn hơn so với hắn không đến 3 tuổi, lại nắm giữ thực lực trận pháp sư nhị tinh. Ở hai tháng trước, tu vi của bản thân thành công đột phá, bước vào tông sư cảnh. Từ thông huyền cảnh đỉnh phong đến tông sư, chỉ dùng thời điểm ngắn ngủi chưa đến nửa năm, mặc dù có thiên viên vương quốc và lâm gia cung ứng rất nhiều vật tư, cũng nói rõ thiên phú đủ lớn. bản thân có thực lực, lại thêm lâm gia làm chỗ dựa vững chắc. trương huyền kia cho dù thiên tài, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn ở trước mặt hắn, cũng không tính là cái gì. thiên viên vương quốc phong hào lại có danh sư tam tinh chấn giữ, lâm công tử không nên khinh thường. ta lại nghe nói trương huyền trương sư này có năng lực rất lớn thiên phú cao tuyệt. Ngay cả mạc hoàng nhất vương quốc các ngươi, cũng bị ép xuống. Phí hiên vương tử nói xen vào. Ở thiên vũ vương thành chừng mấy ngày, hắn cũng nghe nói được không ít chuyện. Vị trương huyền này sát hạch danh sư, liên tiếp phá vô số kỷ lục do mạc hoàng nhất ghi lại, từ lâu vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có chút thiên tài lại như thế nào? Thực lực bản thân chỉ có tông sư cảnh sơ kỳ, muốn ở lại thiên vũ vương thành tốt, lại không dám làm loạn. Lâm lang khinh miệt cười. Thiên tài tính là cái gì? Thực lực bản thân không đủ, tất cả cũng không có tác dụng. Dù sao, thế giới này cuối cùng vẫn nhìn thực lực. Ở vương quốc cấp bậc càng cao càng rõ ràng, thực lực càng cao, địa vị càng cao, thực lực không đủ, cho dù nắm giữ chức nghiệp đặc biệt, cũng bị người khinh thường. Điều này ngược lại cũng đúng. Phí Hiên Vương Tử suy nghĩ sâu xa gật đầu, nói tiếp. Đúng rồi, gần đây còn có một thiên tài, không biết Lâm Công Tử có nghe nói không? Hắn tên là Liễu Trình, nghe nói là lão sư của Thiên Vũ Học Viện. Người nói chính là Liễu Hội trưởng nghiệp đoàn y sư, giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý sao? Lâm Lang vùng bàn tay lên, mang theo ý chỉ điểm Giang Sơn. Đương nhiên từng nghe nói qua, hắn xem như là một nhân tài, chỉ có điều, thực lực bản thân quá kém, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Tiện tay có thể bóp chết, không tính là gì cả được rồi tới phỉ thúy khác của ta đừng nói là những điều này nữa tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đảo người đâu những rượu thức ăn này đã nguội đổi thành nóng cho ta lâm lang khẽ cười phân phó vâng dựa theo tiếng kêu của hắn mấy người hầu sai vặt đã đi tới bưng thức ăn nóng lên một người trong đó cố ý hạ thấp vành nón xuống chậm rãi đi tới ánh mắt hắn nhìn về phía lâm lang lộ ra hận ý nồng đậm đó chính là học sinh đi ra ngoài báo thủ của Trương Huyền kia. Lộ trùng, chương 603, Lâm Lang bi thương một Thảo nào Trương Huyền hỏi thế nào, hắn cũng không muốn nhiều lời về chuyện của kẻ thù. Ai cũng không nghĩ tới, đó chính là thiếu gia Lâm Lang của Lâm Gia. Lâm Gia là một trong ba gia tộc lớn, ngay cả Mạc Thiên Tuyết biết rõ có thể là bọn họ hạ độc đối với man thú chân quốc, cũng phải ép tin tức xuống, đủ thấy sự kiêng kỵ đối với bọn họ hắn chỉ một người cô đơn, thực lực lại thấp, nếu quả thật nói ra kẻ thù, sợ rằng không cần tới nửa ngày, sẽ bị người tranh công đòi phần thưởng tự mình đưa qua. Bởi vậy, hắn tình nguyện giả vờ câm điếc, cũng không nguyện nói ra. Hận ý trong mắt lóe lên liền biến mất, lộ trùng lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Có thể hai năm không nói câu nào, cứng rắn chịu đựng rèn luyện độc thể, nói rõ lực ý chí của hắn. Lúc này báo thù ở trong tầm mắt, hắn tất nhiên sẽ không lỗ mãng. Phỉ Thúy các thoạt nhìn bình yên, nhưng hắn biết, trong đó cao thủ rất nhiều. Nếu thật sự muốn động thủ, nhất định phải làm được một đòn tất sát. Bằng không, lại không có cơ hội lần thứ hai. Đặt thức ăn ở trên bàn, hắn lặng lẽ nhìn quanh một vòng, chậm rãi lui ra ngoài. Phòng này, cao thủ không ít, rõ ràng không phải là nơi động thủ, hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ cơ hội. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng, không biết qua bao lâu, két một tiếng, Lâm Lang lắc lư đi ra phỉ thúy các cất giữ rượu, đều do đại sư đặc biệt chế luyện riêng cho. Cho dù cường giả tông sư cảnh dùng, cũng sẽ say ngã xuống đất. Lúc này hắn dĩ nhiên có tám, chín phần say, gương mặt đỏ ửng đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Chính là cơ hội này. Biết đây là thời cơ tốt nhất, lộ trùng lại không dừng lại, thân thể thoáng một cái, theo sát ở phía sau cũng đi vào. Người nào? Hắn đi vào, lầm làng đang đi tiểu, nhất thời nhướng mày. Vù, cơ hội chỉ có một lần, lộ trùng cũng không nhiều lời vô ích, thân thể lập tức giống như hổ báo vào tới trước, một trường bổ xuống. Bàn tay còn chưa tới đến trước mặt, tiếng gió thổi vù vù, không khí giống như là bị xé rách, lực lượng cuồng bạo, giống như rời núi lấp biển biên cuồng lao tới. Tông sư, tông sư trung kỳ, đồng tử lâm lang co lại, rượu nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Người này tập kích hắn bất ngờ, chẳng những là cường giả tông sư, lại còn đạt tới trung kỳ. Cường giả thực lực như vậy, ở Thiên Vũ Vương Thành cũng là cao thủ có danh tiếng rất lớn. Dù thế nào, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ngụy trang ở trong đám sai và tập kích hắn bất ngờ. Lộ trùng bôi tất cả thuốc độc ở huyệt đạo, tuy rằng nhận thống khổ bất cứ lúc nào cũng có thể chết, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, lực lượng không chỉ đột phá tông sư cảnh, cho dù so với tông sư trung kỳ, cũng không kém chút nào. Đâm đầu vào chỗ chết, lạnh lùng quát một tiếng, lâm lang tung hai tay ra, đón đỡ. Âm, um, âm. Um. Hai tay vừa chạm vào, hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Sắc mặt lộ trùng trầm xuống. Hai năm trước, thời điểm tàn sát cả nhà hắn, đối phương chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Vốn tưởng rằng cho dù tiến bước, đỉnh phong chính là cực hạn. Không nghĩ tới, giống như hắn, cũng là tông sư trung kỳ. Chỉ có điều, chỉ có cơ hội lần này, ngày hôm nay không giết được đối phương, chính là hắn chết. Hắn lại không có khả năng lui về phía sau hai mắt hắn nheo lại, chợt sông tới. Độc thể bị đẩy đến cực hạn, hai tay giống như gió, một trưởng lại một trưởng bổ ngang tới. Đáng giận, lâm lang đạt tông sư trung kỳ là do các loại thuốc cứng rắn đẩy lên, vốn cũng không vững chắc. Ở dưới công kích không muốn sống của đối phương, vậy mà còn chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Phù phù, đang lui về phía sau, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể không kìm lòng được lún xuống phía dưới ngay sau đó một mùi thối gây mũi xông thẳng vào trong đầu khiến cho đầu óc hắn choáng váng cúi đầu vừa nhìn hắn mới hiện tại dưới từng bước ép sát của đối phương hắn tự nhiên lùi đến hố phân người đâm đầu vào chỗ chết hắn luôn luôn thích sạch sẽ bị ép rơi vào hố phân trong lòng sắp muốn phát điên kích phát ra sự tàn nhẫn mãnh liệt hắn rít gào một tiếng chợt phóng về phía đối phương còn chưa tới trước mặt hắn đã bị đạp một cước ở trên mặt thân thể thoáng một cái, một đầu nằm úp sắp tiến vào trong. Bởi vì đang hô hoán, tất cả đều ùa vào trong miệng. Ta muốn giết ngươi. Lâm lang sắp phát điên rồi. Đường đường là đệ nhất công tử thiên vũ vương thành, địa vị cao, cho dù mạc thiên tuyết cũng phải coi trọng ba phần. Bây giờ hắn bị người đánh cho ăn phân, lửa giận trong lồng ngực có thể tưởng tượng được. Phù phù. Nói còn chưa nói hết, đầu hắn lại bị đạp vào trong hố, đầy miệng đầy mặt đều dính. Lâm Lang công tử, nữ nhân ngươi cho ta thật sự rất khá, tư thái này, cảm xúc kia, đang bị tức nghẹn sắp tắt thở, một giọng nói say khướt vang lên. Quý Mặc công tử cũng đi đến, ầm, um, hắn chỉ có thực lực thông huyền cảnh, còn chưa nói dứt lời, lại thấy trước mắt chợt hoa lên, cũng một đầu chui vào trong hồ ao. Ta làm chết ngươi, ai dám đánh bản thiếu gia? Có biết bản thiếu gia là ai không? Một tiếng phẫn nộ vang lên, Quý Mặc công tử rít gào. Nơi này chính là Phỉ Thúy Các, khu vực tiêu tiền của Thiên Vũ Vương Thành, địa phương thiếu gia Lâm Lang của Lâm gia mở ra, ai dám động thủ với hắn? Lẽ nào muốn đắc tội với Lâm gia sao? Cho dù không nói tới Lâm gia, hắn lại là con trai của gia chủ của quý gia, đắc tội không nổi Trương Huyền Trương sư, cũng không phải là người nào cũng có thể đánh loạn. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, còn chưa có mắng xong, hắn liền thấy bên cạnh một người đang phun bong bóng, mùi thối xông vào mũi sắc mặt bị ngâm ra trắng bệch, toàn thân càng bị đánh sắp tắt thở. Không phải Lâm Lang thì là ai? Ngươi, dám đánh Lâm thiếu gia? Quý mặc công tử điên rồi. Vừa nói đối phương không biết hắn là ai, liền nhìn thấy Lâm Lang bị đánh. Lâm gia chỉ có một thiếu gia như vậy, dám động thủ với hắn, chẳng khác nào tuyên chiến đối với Lâm gia, quả thực đâm đầu vào chỗ chết tới cực điểm. Hắn sốt ruột vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên tuổi không lớn lắm, đang từng cước từng cước đá vào trên người Lâm Lang, khiến cho hắn không có cách nào phản kháng. Chương 604, Lâm Lang bị thương hai. Mà hắn chỉ là cá trong chậu bị vạ lây. Không được, nếu như Lâm Lang thật sự bị giết, ta khẳng định cũng xong đời. Trong lòng hắn phát điên, cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngày hôm nay hắn đến tìm Lâm Lang, kết quả là bị người giết chết ở trong nhà vệ sinh. Tạm thời không nói đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn cho dù buông tha, cũng rất khó chịu được lửa giận của lâm gia. Làm không tốt, toàn bộ quý gia cũng sẽ bởi vậy bị hủy diệt. Tê chứng, thế nào lại khiến ta gặp phải loại chuyện này? Người muốn giết, cũng chờ lúc ta không có mặt hãy động thủ. Hiện tại hay rồi, lâm lang đi nhà vệ sinh, ta cũng đi nhà vệ sinh. Hắn một khi chết, thật sự chính là bùn vàng dính vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Mấu chốt nhất chính là, giết người thì giết người, lại đạp người vào tổng hố phân là có ý gì? Quý mặc công tử chú trọng nhất là hình tượng, luôn luôn lấy dáng vẻ công tử văn nhã gặp người, dẫn tới nữ nhân hâm mộ vô số. Hiện tại toàn thân đầy mùi hôi, trang phục màu trắng biến thành trang phục màu vàng, mùi mãnh liệt còng làm cho hắn cũng sắp phun hết thức ăn vừa rồi ra ngoài. Sắc mặt hắn tái xanh, cắn răng một cái. Thả lâm thiếu ra. Biết vị lâm lang này không thể chết được, quý mặc công tử vội vàng vò tới trước mặt, ngăn cản ở phía trước. Âm. Um, hắn còn chưa nói dứt lời bị đạp một cước ở trên mặt, đụng đầu vào trên tường nhà vệ sinh, miệng mũi phun ra máu. Tuy rằng hắn không ngăn cản đối phương, chỉ có điều lại có chút thời gian, Lâm Lang cuối cùng đã tỉnh táo lại. Cảm nhận được trên người bị trọng thương và sỉ nhục, hắn tức sắp bùng nổ mạnh. Ban đầu ta không muốn dùng tới thứ này, nếu ngươi đã ép ta, ta muốn ngươi chết. Hắn rít gào một tiếng, cổ tay lật một cái, một vòng tròn lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Trận bàn, thấy đối phương điên cuồng tự đắc lấy đồ ra, đồng tử lộ trùng co lại. Trước đây từng nghe tỷ tỷ nói qua về thứ này, khiếu trận bàn. Là ép trận pháp ở trong một cái đĩa ngọc đặc biệt, một khi kích hoạt, có thể trực tiếp hình thành trận pháp, vây khốn hoặc giết chết người. Cho dù không phải là trận pháp sư cũng có thể thi triển. Chỉ có điều thứ này vô cùng chân quý, mỗi một cái đều có giá trị xa xỉ toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng không lấy ra được mấy cái. Lâm Lang thân là trận pháp sư nhị tinh, phụ thân là hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp sư, tỷ tỷ còn là thái tử phi của Hiên Viên Vương quốc. Vì bảo toàn tính mạng, trên người hắn có mang theo một cái, cũng không nghĩ sẽ dùng. Không tốt, biết trận bàn một khi khởi động sẽ có trận pháp lập tức bao phủ xung quanh. Tuy rằng uy lực của trận bàn không bằng trận pháp bố trí đi ra, nhưng vây khốn loại người đối với trận pháp một chữ cũng không biết như hắn, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Một khi bị vây khốn, không giết được Lâm Lang là chuyện nhỏ, sau này lại muốn báo thù, khẳng định không có cơ hội. Vì thù hận của người nhà, mình không thể chết. Lui, hoàn toàn không có chút ngừng lại, thân thể lao nhanh, phóng thẳng ra ngoài. Sau nửa hít thở, hắn đã đi tới ngoài cửa của phỉ thúy các. Hắn mặc y phục sai vật, cho dù có người phát hiện, cũng cho rằng có thể là do lâm lang thiếu ra an bài, không ai ngăn cản. Ông, vừa rời khỏi phỉ thúy các, hắn liền cảm thấy phía sau có linh khí dao động kịch liệt một hồi. Phủ đệ, kiến trúc, trước đó vô cùng rõ ràng giống như là bị một trận sương mù bao phủ. Trận bàn đã hoàn toàn bị kích phát. Đi mau, biết lần này không có giết chết được lâm lang, khẳng định gây ra mối hòa cực lớn, lộ trùng không dám dừng lại, xoay người rời khỏi đó, chỉ chốc lát biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trước đây có thể từ trong sự truy sát của Lâm ra chạy trốn, hắn đã sớm học được năng lực phản truy tìm tung tích. Hắn biết làm thế nào, để không bị phát hiện. Thế nào lại khởi động trận pháp? Lẽ nào, đã xảy ra chuyện sao? Đây là trận bàn thiếu gia mang theo bên người. Nguy rồi, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Lộ trùng bên này vừa rời khỏi, phỉ thúy các lập tức nổ tung cận về của thiếu gia tất nhiên nhận ra đây là trận bàn của lâm lang có thể làm cho hắn ngay cả thủ đoạn bảo toàn tính mạng cũng thi triển ra nhất định là gặp phải nguy hiểm cực lớn nhanh thông báo với lão gia trận bàn khởi động toàn bộ phỉ thúy các đều bị bao phủ ở trong trận pháp không ít hộ vệ đối với trận pháp một chữ cũng không biết không dám đi lại chỉ có điều bọn họ cũng có phương thức đưa tin đặc biệt thời gian không lâu gia chủ lâm gia lâm nhược thiên nhận được tin tức đi tới trước mặt. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Lang Nhi tại sao lại khởi động trận bàn? Hai mắt thâm trầm như băng, sắc mặt Lâm Nhược Thiên tái xanh. Tốt nhất hy vọng Lang Nhi không có việc gì, một khi xảy ra chuyện, các người đều phải chôn cùng hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn rất nhiều hộ vệ, Lâm Nhược Thiên đi nhanh đi về phía trong. Hắn là trận pháp sư tam tinh, trận bàn này tuy rằng vẫn bao phủ, khiến người ta khó có thể nhận ra phương hướng, nhưng đối với hắn mà nói không tính là gì cả. Đi vào Phỉ Thúy Các, đi về phía phương hướng trung tâm của trận pháp, thời gian không lâu đi tới trước nhà vệ sinh. Tại sao lại ở nơi này? Vẻ mặt Lâm Nhược Thiên nghi ngờ. Nhanh đi tìm thiếu gia ra. Hắn phân phó một tiếng, mấy tên hộ vệ vội vàng chui vào. Một lát sau, bọn họ lại đưa ra một người gương mặt xưng phù, toàn thân bốc ra mùi thối. Thấy rõ bộ dáng của đối phương, Lâm Nhược Thiên bị dọa cho giật mình hắn cũng có phần tê không nhận ra được. Lâm lang mở chỗ này không phải là nơi uống rượu ăn cơm sao? Thế nào, hắn rơi vào nhà vệ sinh? Rốt cuộc là ai? Điều tra cho ta, cho dù lật chung toàn bộ thiên vũ vương thành, cũng phải tìm ra được cho ta. Rất nhanh, hắn liền biết rõ tình hình. Một tiếng gào thét phẫn nộ vang tận mây xanh. chương 605, tàng thư khố của thiên vũ vương quốc 1. Thiên vũ học viện, phòng học, trương huyền, hắn giao phó xong một tuyết tình, bắt đầu đi học. Nắm giữ mắt minh lý, lý giải đối với tu vi, có biến hóa. Trước đó, hắn chỉ điểm cho đám người mạnh đào, cần phải mượn năng lực của thiên đạo đồ thư quán, có khả năng kiểm tra chỗ thiếu hụt, chỉ điểm tu vi. Mà bây giờ, chỉ cần tiêu hao một tia mức độ tâm cảnh, là có thể biết vấn đề xuất hiện trong tu luyện của đối phương, cho phán đoán chính xác nhất. Đây mới thực sự là thực lực danh sư. Hai mắt trương huyền tỏa sáng. Trước đây, đối với danh sư ở hình thức di động. Tuy rằng làm lão sư, nhưng trong lòng không có khái niệm. Rõ ràng, lần này giác ngộ, tâm cảnh nhận được sự thăng hoa. Toàn thân giơ tay nhấc chân đều có phong độ của sư giả, lại không cảm giác có chút không hòa hợp giống như trước đó. Hơn nữa, có mắt minh lý, cho dù không cần đồ thư quán, hắn cũng có thể dễ dàng nắm được bản chất của sự vật. Không giống như trước đây, làm một chuyện gì đều phải đập cho người ta hôn mê trước hoặc thi triển võ kỹ. Tuy rằng so với thiên đạo đồ thư quán, chỉ có thể nhìn ra chút da lông. Nếu tu vi cao hơn so với hắn, hắn cũng không nhìn ra được, lại chẳng khác nào có khởi điểm tốt. Dựa theo thực lực sau này tăng lên, lượng tri thức dự trữ càng nhiều, khẳng định còn có thể tiến bước. Chỉ ít so với giả vờ giả Việt như trước đây, đã có phong độ danh sư, càng lúc càng muốn gần với danh sư thật sự. Rất nhanh, hết buổi học, tất cả học sinh như mê như say, cảm giác tu vi lại nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Trước đây đi học, bọn họ đều ép buộc mình học tập tri thức. Lâu ngày, trong lòng không ít người đều sinh ra sự chán ghét. Mà sau khi vị liếu lão sư này đi tới, tất cả mọi người khát vọng đi học, mỗi khi lên lớp, đều giống như uống tiên nhưỡng. Lỗ chân lông trên toàn thân mở rộng ra. Không sự thay đổi một cách vô tri vô giác, mức độ tín nhiệm đối với hắn đều chậm rãi nâng cao, chậm rãi tăng lên. Lão sư, Mạc Vũ công chúa cầu kiến. Buổi học vừa kết thúc, Mạnh Đào đã đi tới. Ừ. Trương Huyền lên tiếng, đi ra ngoài. Mạc Vũ tiến lên nghênh đón, mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở. Liễu lão sư lần trước không phải nói muốn đi tàng thư khố của vương quốc đọc sách sao? Phụ vương bảo ta qua mời. Trước đó, thời điểm Trương Huyền trị liệu thần thú trấn quốc, từng nói muốn đi tàng thư khố của vương quốc nhìn. Ngay sau đó hai học sinh của hắn so đấu liên tiếp gây ra chuyện, hắn lại chưa kịp qua. Hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, nàng đặc biệt tới mời. Thứ nhất, đại biểu Vương thất lấy lòng hắn, thứ hai, cũng biểu thị xin lỗi đối với được dấu diếm Triệu Nhã, Mộc Tuyết tình so đấu. Được, Trương Huyền đáp ứng. Lộ Trùng không biết chạy tới chỗ nào báo thù, Triệu Nhã hiện tại khẳng định đang kích hoạt thể chất thuần âm, qua cũng không giúp được chuyện gì. Hắn hẹn với Mạc Hoàng Nhất, ngày hôm sau kết thúc danh sư sát hạch nghĩ tới nghĩ lui, ngày hôm nay hắn cũng không có chuyện gì khác. Vừa lúc hắn đi tàng thư khố của vương quốc xem sách, thu thập chút tri thức. Có công chúa dẫn đường, hơn nữa đã tới một lần, quen việc dễ làm, rất nhanh hắn đã đi tới trước tàng thư khố. Đây chính là tàng thư khố của vương quốc chúng ta, bên trong có sách do thiên vũ vương quốc thu thập hơn nghìn năm. Muốn xem loại nào, đều có thể tìm kiếm ở bên trong. Mạc Vũ giới thiệu. Ừ, Trương Huyền lên tiếng nếu là thiên vũ vương quốc thu thập hơn nghìn năm, khẳng định số lượng khổng lồ. Đối với hắn mà nói, không cần xem loại gì, chỉ cần số lượng đủ là được. Đọc sách, hắn thật sự không chọn. Cho người khác biết hắn có ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ lập tức phun máu. Lại là danh sư lợi hại, cho dù đã gặp qua là không quên được, một ngày có thể nhớ kỹ nội dung của hơn vạn bộ sách, bị tinh lực ảnh hưởng, cũng chỉ có thể đọc sách mang tính lựa chọn. Không chỉ bởi vì không có nhiều thời gian như vậy, quan trọng hơn chính là, sách là do người đời trước lưu lại, tư tưởng của mỗi một người khác nhau, kiến thức khác nhau, nội dung tất nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều cách nhìn mâu thuẫn, thật hay giả khiến người ta khó có thể phân biệt được. Nhìn quá nhiều, tương đương với dung hợp tư tưởng của vô số người, ngược lại dễ dàng khiến cho ý chí của người ta hỗn loạn, cuối cùng không phân rõ phương hướng. Cho nên, sách không phải xem càng nhiều càng tốt phải xem có lựa chọn mới có thể làm cho tri thức của người ta càng tích lũy càng nhiều, ý nghĩ càng rõ ràng. Không lựa chọn, sách gì cũng xem, làm không tốt sẽ khiến cho người ta rơi vào sự hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền lại khác, chỉ cần sách ghi vào Thiên Đạo Đồ thư quán, có thể tự động phân rõ sự sai lầm, chỗ thiếu hụt, chuyện khiến người ta không biết xử trí thế nào, đối với hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Đi vào tàng thư khố, hắn dương mắt nhìn lại quả nhiên thấy vô số giá sách đứng sừng sững ở bên trong, tàng thư vô số, cộng lại sợ rằng phải hơn ngàn vạn quyển. Người muốn xem loại sách gì, ta dẫn người qua. Mạc Vũ Công Chúa cười nhìn qua. Nàng mặc dù bị người ta xem là thiên tài, chủ yếu nhất chính là đọc sách nhiều. Từ khi bắt đầu 6 tuổi biết chữ, gần như mỗi ngày nàng đều muốn đi qua xem sách một canh giờ, trong cùng tuổi, nàng tuyệt đối là học vấn phong phú nhất. Đối với tàng thư khố này, nàng cũng hiểu rõ nhất loại sách gì, đặt ở chỗ nào, chỉ cần nói ra, nàng đều có thể rất nhanh tìm được. Nàng đi làm việc của nàng đi, cần phải xem cái gì, ta tự mình tìm là được, không cần phiền tới công chúa. Hơn nữa, thời điểm ta xem sách thích yên tĩnh, cho nên... Trương Huyền khoát tay, vẻ mặt ái náy. Hắn đọc sách thật sự quá mức kinh thế hãi tục, một đường chạy như điên là có thể thu thập nội dung trong sách tới trong đầu. Để cho người khác nhìn thấy được, nhất định sẽ bị xem trở thành quái vật. Hắn vẫn giấu mình một chút thì tốt hơn. Vậy ta đi ra ngoài trước. Thấy đối phương không cần nàng hỗ trợ, Mạc Vũ có chút mất mát đi ra ngoài. chương 606, Tàng Thư Khố của Thiên Vũ Vương Quốc 2 Ở trước mặt người thanh niên này, nàng thật sự cảm thấy sắc đẹp của mình, không có một chút tác dụng nào. Khác khác phái cùng tuổi khác, chỉ cần gặp được, đều sẽ bị dung mạo của nàng thu hút, đủ loại biểu hiện, khoe khoang. Người trước mắt này, căn bản không quan tâm, xem nàng như trở thành không khí. Có đôi khi suy nghĩ một chút, nàng thật sự cảm thấy phiền muộn. Lẽ nào hắn không có hứng thú đối với nữ nhân? Là một, người không có năng lực lực. Khổ khổ. Khuôn mặt mạc vũ công chúa đỏ lên. Đối phương y thuật cao minh như vậy, cho dù có tất nhiên cũng có thể chữa trị được. Không có khả năng, có thể là mị lực của nàng còn không có đạt được đến mức độ thu hút đối phương. Cũng đúng đối phương loại thiên tài này ngay cả mạc hoàng nhất cũng kém hơn, ánh mắt khẳng định cao hơn rất nhiều. Cho dù nàng không tệ, cũng chỉ dừng lại ở trong vương quốc nhất đẳng. Ánh mắt của đối phương khẳng định càng cao hơn xa hơn, chướng mắt nàng cũng xem như là bình thường. Hiểu rõ những điều này, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn người thanh niên đứng ở trước kệ sách, cúi đầu trầm tư, thoáng hiện ra vẻ tiếc nuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thiên Tuyết bệ hạ bảo nàng nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ với một trong hai người Trương Huyền và Liễu Hội Trưởng, tốt nhất có thể trở thành tình lữ. Hiện tại xem ra, không thể nào. Nếu như để cho Trương Huyền biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ trực tiếp lắc đầu. Không phải hắn không thích đối với mỹ nữ, chỉ là không thấy người nào khiến cho hắn động tâm. Mạc Vũ tuy rằng xinh đẹp, còn có thể xinh đẹp hơn Triệu Nhã sao? Người sau cũng chỉ là học sinh mà thôi. Hơn nữa kiếp trước sinh sống ở trong thời đại tin tức bùng nổ, mỹ nữ thế nào mà chưa thấy qua. Đối với những điều này, hắn sớm có năng lực miễn dịch. Mấu chốt nhất chính là, vừa tới một hoàn cảnh xa lạ, còn không có hoàn toàn dung hợp, hơn nữa bản thân chúng kịch độc, trước 30 tuổi không đạt được danh sư cửu tinh sẽ chết. Sinh tử ép buộc, hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những điều này. Bắt đầu đi, thấy nàng rời khỏi, tàng thư khố lại không có một người nào, trương huyền thở hắt ra một hơi, Đi tới giá sách hàng thứ nhất, ngón tay đưa tới, bàn chân nhất thời vung lên, chạy về phía trước. Ao 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 ao. Từng hàng sách ở dưới ngón tay hắn chạm đến, tiến vào trong đầu, thu thập, tàng trữ tiến vào đồ thư quán. Tu vi đạt được tông sư cảnh đỉnh phong, linh hồn càng cường đại hơn, tốc độ thu nhận cũng càng nhanh hơn. Vù. Một ngõ nhỏ yên tĩnh, lộ trùng ngừng lại, miệng mở to thở hổn hển. Rời khỏi Phỉ Thúy khác hắn lại đổi xong y phục đã sớm chuẩn bị, thay đổi hình dạng, che giấu khí tức. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau còn có người đuổi qua. Liên tục tránh né mấy lần, đổi vài bộ quần áo, lại vẫn bị theo không dừng. Tiến vào phỉ thúy khác ta vẫn tận lực ẩn nấp, không khiến người ta nhìn thấy được diện mạo thật sự. Sau khi trốn ra, lại chú ý bí mật, làm sao có thể vẫn bị đuổi theo. Lông mày hắn dướn lên, đầy nghi ngờ. Tuổi không lớn lắm, trải qua sinh tử, hắn biết làm thế nào để có khả năng chạy trốn sự truy sát. Tuy rằng dưới sự chỉ điểm của liễu lão sư, thực lực của hắn tăng không ít, đạt được tông sư trung kỳ, thực lực tăng mạnh, nhưng hắn vẫn không hề lỗ máng. Lần này ám sát, hắn chuẩn bị hồi lâu, từ khi bắt đầu lần vào phỉ thúy các, hắn vẫn ẩn nấp, không khiến cho người ta nhìn thấy được diện mạo thật sự. Hắn trốn lâu như vậy, tại sao vẫn có người theo dõi phía sau? tiếp tục bị đuổi như vậy, không phải là biện pháp. Sắc mặt hắn khó coi. Dựa vào thực lực và sự nhạy bén, hắn liên tục tránh né được vài lần đuổi bắt, nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhìn bộ dạng đối phương miệt mài không buông tha, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị bắt. Thiên vũ học viện không thể đi, như vậy sẽ liên lụy lão sư và bạn học, ngoài thành càng không thể đi, mình mông vô bờ, chống trải vô biên, rất dễ dàng bị phát hiện biện pháp tốt nhất chính là ở lại trong vương thành ẩn nấp. Trong lòng hắn sốt ruột, nhưng không có bối rối. Nếu như lúc này đi Thiên Vũ học viện, nhất định sẽ bị người ta nhận ra hắn là học sinh của Liễu lão sư. Đến lúc đó, tất nhiên nhất định sẽ mang đến tai họa cho lão sư. Lão sư đối với hắn ơn nặng như núi, hắn quyết không thể làm như vậy. Về phần chạy đi, ngoài thành trống trải, một khi mất đi dòng người yểm hộ, hắn dễ dàng bị bắt hơn. Lâm gia địa vị cao như vậy, hoàn toàn có thể điều động đội quân của vương quốc bao vây. Nếu thật sự bị ngăn cản ở nơi hoang vắng chống trải, thật sự lại lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Đường ra duy nhất, chính là ở lại vương thành, kiến trúc rất nhiều, khắp nơi đều là dòng người chật trội, dễ dàng ẩn nấp hơn. Đi nơi nào ẩn nấp mới có thể khiến cho lâm gia không lục tìm ra được. Xác định đối sách, trong đầu lộ trùng nhanh chóng suy nghĩ tìm hiểu liên tục tránh né thật nhiều lần đối phương còn có thể đuổi theo nói rõ khẳng định có loại phương pháp đặc biệt nào đó không nấp ở một địa phương tốt rất dễ dàng bị phát hiện chỉ cần bị ngăn chặn khẳng định hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ đúng rồi thiên vũ vương cung ánh mắt hắn nhất thời sáng lên đột nhiên nghĩ đến một chỗ trước đây gia tộc bọn họ bị diệt chuyện huyên náo lớn như vậy lại một chút tin tức cũng chưa từng truyền ra danh sư đường không người biết nếu như nói không vương thất thiên vũ ra tay, hắn tuyệt đối không tin. Nếu bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, không bằng hắn trực tiếp nấp ở vương cung. Lâm ra cho dù lợi hại hơn nữa, dù sao cũng không khả năng quang minh chính đại lục soát vương cung. Có tính toán, bàn chân hắn dịch chuyển, bay thẳng về phía phương hướng vương cung. Tu luyện độc thể thành công, thực lực của hắn hiện nay, từ lâu đạt được tông sư trung kỳ loại tu vi này ở thiên vũ vương quốc tuy rằng không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng không kém bao xa. Các loại hộ vệ bình thường, căn bản không phát hiện ra được. Thời gian không lâu, hắn đã tiến vào trong đó. chương 607, chuột tìm dấu vết một. Thiên vũ vương cung, nhìn vẻ mặt chán nản của nữ nhi, Mạc thiên tuyết có chút nghi ngờ. Thế nào, liễu hội trưởng không đến sao? Đến rồi. Mạc Vũ lắc đầu, hắn muốn tự mình xem sách không cần ta theo cùng thôi đi mạc kiên tuyết thở dài một tiếng xem duyên phận vậy không có duyên phận muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng hắn vẫn muốn nữ nhi và vị liễu hội trưởng này tiếp cận trở thành một đôi một khi như vậy chẳng khác nào cột hắn vào trên chiến thuyền của mình sau này cho dù lâm ra mạc hoàng nhất có động tĩnh và ý nghĩ gì khác thường cũng phải e ngại một chút hiện tại xem ra có phần suy nghĩ viển vông. Nữ nhi của hắn tuy rằng cũng thuộc về Long Phượng trong đám người, so với người như Liễu Hội trưởng, Trương Sư, vẫn kém một đoạn rất lớn. Mạc Vũ gật đầu, nàng ngược lại không phải là có ý đối với Trương Huyền. Cho tới nay đều là người khác vây quanh nàng, đột nhiên gặp phải một vị không quan tâm, dâng lên lòng háo thắng. Hiện tại xem ra, không hy vọng gì, nàng cũng rất nhanh bình phục lại. Phụ vương, man thú trấn quốc có phải do lâm gia đã hạ thủ? Bọn họ lại có động tính gì? Vứt bỏ tâm cảnh hỗn loạn, Mạc Vũ lại khôi phục dáng vẻ nhìn xa trông rộng trước kia. Liên quan đến chuyện này tổng cộng có 7 vị thái giám. Chỉ có điều, vừa điều tra một người, tất cả lại tự sát. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết có phần nghiêm trọng. Ta biết điều tra như vậy khẳng định không tìm được cái gì. Hơn nữa chúng ta ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, có thể chuẩn bị trước cho dù tìm được, cũng có thời gian đi chuẩn bị. Chuẩn bị không tốt vẫn sẽ nhận được tin tức sai lầm. Cho nên, ngoài sáng truy tìm điều tra cái này, giống chống khua chiêng, trên thực tế lại phái người âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra. Mạc Vũ nghi ngờ. Ừ, đi thăm dò, nơi nguồn gốc độc phát ra. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết lóe lên. Có thể khiến cho hùng sư đuôi vàng nửa bước trí tôn bệnh nặng, chúng ta vẫn không có cách nào phát hiện, loại chất độc này ít nhất cũng phải đạt được nhị phẩm đỉnh phong thậm chí cách tam phẩm cũng không xa có thể có tác dụng đối với hùng sư đuôi vàng loại chất độc này khẳng định vô cùng đáng sợ độc dược nhất phẩm có thể độc chết cường giả dưới tông sư cảnh đan dược nhị phẩm tông sư thậm chí nửa bước trí tôn cũng có thể bị liên lụy thuốc độc này tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể khiến cho hùng sư đuôi vàng tử vong lại làm cho nó nhanh chóng giải yếu cấp bậc cao tuyệt đối đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Có thể lấy ra loại độc dược này, chỉ có độc biệt. Trải qua sự điều tra của ta, Lâm Gia vừa vặn cùng Hồng Liên Thành có lui tới. Thậm chí vị đại dược vương lợi hại nhất kia, mấy ngày qua cũng đến Vương Thành. Mạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, vung tay áo một cái. Tất cả mọi chuyện đều quá mức trùng hợp, bởi vậy ta đặc biệt phái người điều tra, rất nhanh đã điều tra ra kết quả. Quả thật cùng Lâm Gia này không hề tránh được có liên quan, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe được đã xác nhận là Lâm gia hạ thủ, sắc mặt Mạc Vũ cũng trở nên khó coi. Ngày hôm nay đối phương có thể hạ thủ đối với hùng sư đuôi vàng, ngày mai lại có khả năng hạ thủ đối với thành viên vương thất bọn họ. Một khi động tâm đối với quyền lợi, dã tâm sẽ giống như nâm mọc lên, không ngừng lan tràn. Ai cũng không có cách nào ngăn chặn. Tuy rằng hùng sư đuôi vàng đạt tới trí tôn cảnh, nhưng lâm gia có hiên viên vương quốc làm chỗ dựa vững chắc, vẫn không thể đắc tội. Biết nữ nhi lo lắng, Mạc Thiên Tuyết lắc đầu. Biết là bọn họ làm, lại thế nào? Đối phương không chỉ có trận pháp sư tam tinh chấn thủ, còn có một nữ nhi phong hào thái tử phi của hiên viên vương quốc, căn bản không thể trêu chọc vào. Hiện tại không làm rõ, mọi người giả vờ hồ đồ. Có danh sư đường chấn thủ, lâm gia còn không dám vượt quá. Nếu thật sự muốn xé rách ra mặt, hiên viên vương quốc chỉ cần phái một cường giả trí tôn có chút lợi hại, có thể hoàn toàn diệt sạch vương thất bọn họ. Đúng vậy, giống như cù gia trước đây, chúng ta cũng không có cách nào. Mạc Vũ cũng hiểu rõ điểm ấy, thở dài một tiếng. Cù gia tuy rằng không phải là danh môn vọng tộc, nhưng cũng được cho là nhà lớn nghiệp lớn. Không nghĩ tới không biết bởi vì sao, toàn ra 137 người, bị lâm ra một đêm diệt sạch. Chuyện này, ta vẫn nhớ. Mạc Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm. Hai năm trước, Thiên Vũ Vương Thành có một cù gia không biết thế nào lại đắc tội lâm gia, trong một đêm, toàn gia đều bị tàn sát sạch sẽ. Hắn phái người hỏi thăm, người còn chưa tới, gia chủ lâm gia lại tự mình qua, bảo bọn họ phong tỏa tin tức, khiến cho chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Thân là quốc vương bệ hạ, ngay cả thần dân vương quốc mình cũng không bảo vệ được. Cho tới nay chuyện này cũng giống như một cây gai, đâm vào trong tim hắn. Thật ra cũng không trách được phụ vương đối phương lúc đó cầm lệnh bài của hiên viên vương quốc, nghe nói là nhận lệnh của thái tử. Chúng ta chỉ là vương quốc nhất đẳng, thật sự không có cách nào từ chối. Thấy bộ dáng này của phụ thân, Mạc Vũ an ủi. Lúc đó không phải vương thất bọn họ sợ hãi lâm ra không làm, mà là đối phương cầm theo thủ lệnh của thái tử điện hạ hiên viên vương quốc. Đối mặt với cái này, loại vương quốc thấp hơn như bọn họ chỉ có thể tuân thủ, căn bản không có biện pháp nào khác. Ta biết, mà thiên tuyết lắc đầu, tình thế không bằng người, ta cũng không có cách nào, cho nên ta muốn con lôi kéo liễu hội trưởng hoặc trương sư, chỉ cần một trong hai thiên tài này trở thành phò mã, bọn họ cho dù muốn động thủ cũng không dám. mấy ngày qua hắn vẫn muốn bảo nữ nhi tiếp xúc gần gũi với hai thiên tài này một chút. đáng tiếc đối phương căn bản không để ý tới nữ nhi của hắn. nghe được lời của phụ thân, mạc vũ có chút mất mát, lắc đầu. hắn đang muốn nói chuyện lại thấy một tên thái giám vội vã vọt vào thế nào lông mày mặc thiên tuyết thoáng nhíu lại hồi bẩm bệ hạ tam trưởng lão lâm ra dẫn theo rất nhiều người qua nói muốn vương thất chúng ta có một lời giải thích toàn thân thái giám run rẩy muốn vương thất chúng ta có một lời giải thích có ý gì mạc thiên tuyết híp mắt lại điều tra gia lâm ra muốn độc chết man thú trấn quốc mình còn không có tìm các ngươi tính sổ thế nào bọn họ còn chạy tới tìm chúng ta trước chương 608, chuột tìm dấu vết 2. Còn một lời giải thích. Chẳng lẽ, bọn họ không e ngại nữa, muốn xé rách ra mặt. Thuộc hạ không biết, bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài cửa cung, muốn lập tức xông vào. Thái giám vội hỏi. Đi qua xem thử. Hừ một tiếng, Mạc Thiên Tuyết và Mạc Vũ nhấc chân đi ra ngoài. Rất nhanh hai người đi tới bên ngoài cửa cung, quả nhiên thấy không ít người lâm ra đứng ở bên ngoài trong ánh mắt mỗi một người mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo. Thiên tuyết bệ hạ, ta khuyên người nhanh chóng giao người ra đây, mọi người không cần xé rách ra mặt. Bằng không, chuyện ngày hôm nay, ta sợ người cũng đừng mong chết già. Một lão nhân nhìn thấy đám người mặc thiên tuyết đi ra, bước lên trước, sắc mặt trầm thấp. Sao người, người nói vậy là có ý gì? Mà thiên tuyết không hiểu ra sao? Không cần giả vờ, người phái người ám sát lâm lang thiếu ra chúng ta, dẫn đến bản thân hắn hiện tại vẫn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, lẽ nào muốn không thừa nhận. Tam trưởng lão lâm ra hít mắt lại, ám sát lâm lang thiếu ra. Mà kiên tuyết càng nghe càng không hiểu, chuyện này có phải có gì hiểu nhầm hay không? Hắn tuy rằng rất muốn tiêu diệt hết lâm ra, nhưng cũng biết hậu quả, vẫn cố gắng kiềm chế. Chẳng lẽ lâm lang thiếu ra đã xảy ra chuyện? Hiểu nhầm, hung thủ đã chạy trốn tới vương cung, ở bên trong tường cung nơi này, người nói hiểu nhầm. Tam trưởng lão lâm ra lạnh lùng cười. Mạc Thiên Tuyết căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, lại có một người áo xám lặng lẽ đi tới phía sau, nói vài câu. Thành viên của ám ảnh vệ. Phỉ thúy các gây ra động tính lớn như vậy, toàn thể lâm ra xuất động, ám ảnh vệ rất nhanh nhận được tin tức. Nghe xong lời của đối phương, Mạc Thiên Tuyết lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vẻ mặt phiền muộn hắn căn bản không phái người hơn nữa cho dù phái người cũng phải làm đến một đòn tất sát làm cho một nửa chết nửa sống đây không phải là chờ đối phương tới trả thù sao lâm huy trưởng lão ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết lâm lang công tử bị thương tuyệt điếu không phải do vương thất chúng ta gây nên mạc thiên tuyết nói không phải tam trưởng lão lâm huy lạnh lùng cười muốn nói không phải cũng được làm phiền ngươi bảo những hộ vệ này tránh ra để cho chúng ta lục soát kiểm tra một chút. Chỉ cần bắt được hung thủ, tự nhiên sẽ điều tra ra manh mối. Sắc mặt khó coi, toàn thân Mạc Thiên Tuyết căng thẳng. Vương cung không chỉ là căn cơ của Vương thất, còn đại biểu cho tôn nghiêm của một vương quốc. Nếu thật sự để cho bọn họ lục soát, sau này Thiên Vũ Vương thất còn mặt mũi nào ra hiệu lệnh cho thiên hạ. Các ngươi nói hung thủ chạy trốn tới Vương cung, bỏ chạy đến Vương cung, có chứng cứ gì? Mạc Vũ không nhịn được quát mắng tại hạ ra mắt mạc sư. Liếc mắt nhìn mạc vũ, Lâm Huy khẽ cười. Dám nói như vậy, đương nhiên phải có căn cứ. Hắn ngoắc tay. Lập tức có người đi lên phía trước, cầm một lồng sắt. Trong lồng sắt là một con chuột tuyết trắng nằm ở bên trong, nhếch mũi lên, không ngừng ngửi loạn. Đây là... Mạc thiên tuyết chấn động. Chuột tìm dấu vết, một loại man thú đặc biệt, nắm giữ mũi siêu cường. Bất kỳ vật gì chỉ cần bị ngửi một chút, cho dù cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể truy tìm được. Thứ này, so với linh thạch còn muốn hiếm có hơn. Cho dù hiên viên vương quốc phong hào cũng không thấy nhiều. Không nghĩ tới lâm gia lại có một con, còn mang theo qua. Nếu quả thật là thứ này, chỉ cần thích khách kia lưu lại mùi, trốn có xa mấy, đổi y phục nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào chạy trốn. Không sai, xem ra thiên tuyết bệ hạ rất biết hàng, thích khách ẩn nấp ở vương cung, không phải ta nói, là chuột tìm dấu vết tìm tới thế nào bệ hạ không tin vào phán đoán của nó sao lâm huy hừ một tiếng nói cái này mà thiên tuyết trầm mặc nếu như là chuột tìm dấu vết tìm tới nói rõ hung thủ thật sự ẩn nấp ở vương cung chỉ là mình cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nếu bệ hạ nói không phải là do bệ hạ phái người ra chúng ta cũng chỉ vì bắt được hung thủ gây tổn thương thiếu ra, sẽ không trắng trợn tìm kiếm nếu như bệ hạ cố ý ngăn cản, đó chính là trột dạ. Lâm Huy nói tiếp, nếu như con hùng sư đuôi vàng chết, Lâm gia nhất định sẽ mượn cơ hội lần này, nhân cơ hội ép vô thoái vị, khiến cho vương thất chiếm thiên vũ vương quốc nghìn năm, đi xuống khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ có điều, con man thú này không chỉ không chết, còn đột phá thành cường giả trí tôn. Cho dù có ý nghĩ này, bọn họ cũng phải do dự một chút. Chưa có hoàn toàn chuẩn bị trước, cũng không nên hoàn toàn xé rách ra mặt thì tốt hơn. Nếu không, chí tôn man thú động thủ, cho dù Lâm gia có đại trận tam phẩm, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Được, Vương thất chúng ta tuyệt đối không phái người đi gây phiền phức cho Lâm Lang công tử. Chỉ cần chuột tìm dấu vết tìm được hung thủ, dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng. Có chút do so dự, Mạc Thiên Tuyết gật đầu. Nếu đối phương có chuột tìm dấu vết, tìm người sẽ rất đơn giản, không có khả năng trắng trợn lật loạn chủ yếu hắn cũng muốn xem thử một chút, rốt cuộc là ai, tập kích bất ngờ lâm lang, lại chạy đến vương cung tiến hành giá họa đối với bọn họ. Bệ hạ đồng ý, chúng ta lại không khách khí. Thấy hắn nhả ra, lâm huy ngoắc tay, thuộc hạ mở ra lồng sắt, chuột tìm dấu vết lập tức nhảy ra ngoài, vươn cái mũi dài nhỏ, ngửi một cái, lập tức vọt về phía trước. Mọi người đuổi theo, thấy nó dẫn đường, lâm huy dẫn mọi người đi theo. Đám người mặc thiên tuyết cũng theo sát phía sau chương 609, ta là lão sư của hắn một. Đây là đâu? Thiên vũ vương cung rộng rãi thanh thang, lộ trùng đi một hồi, nhất thời bị các loại kiến trúc tương đồng lượn quanh làm hoa cả mắt, bị lạc phương hướng. Tránh thoát vài lần tuần tra, một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có ba chữ lớn, tàng thư khố. Hóa ra đây chính là tàng thư khố của vương quốc. Tàng thư khố của thiên vũ vương quốc, cất chứa sách trong thiên hạ, bao hàm tất cả tri thức của 13 nước xung quanh, danh tiếng rất lớn, hắn đã sớm nghe thấy. Không ít người trẻ tuổi đều lấy việc có thể tiến vào đọc sáng, làm vinh hạnh lớn nhất và ban thưởng. Không nghĩ tới tiến vào vương cung bảy rẽ tám ngoặt, hắn lại đến nơi này. Tự nhiên không có trận pháp. Thận trọng nhìn một vòng, lộ trùng không nhịn được sửng sốt. Loại địa phương chứa tri thức này, bình thường đều có trận pháp bao phủ, không lệnh phù đặc biệt. Một khi tiến vào, sẽ lại gặp phải công kích, trốn cũng trốn không thoát. Nhưng lúc này bên ngoài tàng thư khố, hoàn toàn không có chút linh khí dao động, cũng không có một điểm phòng ngự. Chẳng lẽ có người dừng trận pháp? Nhanh lên một chút, chắc hẳn là đang ở bên trong. Đừng để cho hắn chạy thoát, bao vây bốn phía xung quanh nơi này cho ta. Hắn đang nghi ngờ, bên ngoài viện truyền đến liên tiếp những tiếng bước chân và lời nói chuyện. Đuổi theo tới đây rồi. Biết không có thời gian để lại suy nghĩ thân thể thoáng lắc một cái, lộ trùng vọt thẳng về phía tàng thư khố, lặng lẽ đẩy cửa ra, thân thể thoáng một cái chui vào. Hắn không có lựa chọn nào khác, một khi ra ngoài, tất nhiên bị bắt, hắn chỉ có thể hy vọng đối phương kiêng kỵ nơi này là tàng thư khố, không dám trắng trợn lục soát. Từng hàng sách mọc lên như rừng, dạ minh châu cực lớn gắn ở bốn phía xung quanh, chiếu sáng tàng thư khố. Bên trong không có một chút cảm giác ô tối. Biết bên trong có khả năng có người, lộ trùng thận trọng đi về phía trước hắn đang muốn tìm một chỗ trốn liền nghe được phía trước vang lên tiếng bước chân rồn rập hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng người ở tàng thư khố không ngừng chạy như điên giống như phát điên người khác tới tàng thư khố đều yên tĩnh đọc sách hoặc là tìm sách chạy nhanh có ý gì chạy nhanh như vậy ngay cả tên sách là gì cũng không nhìn thấy rõ làm cái gì vậy là lão sư đang kỳ quái người ngu ngốc chạy như điên này là ai mắt rơi vào trên gương mặt đối phương hắn không nhịn được chấn động chính là lão sư của hắn liễu trình lão sư không ở trường học giảng bài ở chỗ này làm gì vẻ mặt vỡ mộng lộ trùng không biết rõ chuyện gì xảy ra người thế nào lại ở đây trương huyền đang thu sách thu tới sảng khoái phát hiện có người ẩn nấp ở trong góc hắn vốn tưởng rằng là mạc vũ hoặc người của vương thất dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Học sinh đi ra ngoài báo thù, hắn không nhịn được đã đi tới. Ngươi không phải đi báo thù sao? Lẽ nào? Thoáng sừng sốt một chút, đột nhiên lông mày hắn nâng lên. Kẻ thù của ngươi là vương thất của thiên vũ vương quốc. Nói muốn đi ra ngoài báo thù, kết quả lại chạy tới vương cung. Chẳng lẽ của một kẻ thù học sinh này là vương thất? Lúc này hắn mới sợ liên lụy tới mình, cái gì cũng không chịu nói rất có thể. Chỉ sợ cũng chỉ có vương thất mới có thể làm cho hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc giả vờ câm điếc. Thực sự như vậy, hắn lại có chút khó xử. Trước không nói quan hệ giữa hắn và mạc vũ quan hệ không tệ. Dù sao vương thất thiên vũ người ta cho hắn vài khối linh thạch, lại lấy lòng các loại. Hơn nữa nhìn bộ dạng đám người mạc thiên tuyết, cũng không giống như kẻ ác làm sằng làm bậy, tùy ý tàn sát gia tộc khác. Cho dù thật sự muốn làm như vậy, quyền lợi nắm giữ trong tay hắn tùy tiện an bài một tội danh rất đơn giản không cần thiết phải lén lút hai người có thể có gì hiểu nhầm hay không ta có chút do dự lộ trùng đang muốn nói chuyện liền nghe được tiếng bước chân sốt ruột truyền đến ngay sau đó cửa lớn tàng thư khố két một tiếng bị người mở ra cẩn thận tìm kiếm cho ta người khẳng định ở bên trong xôn xao dựa theo một tiếng hét lớn một đám người vọt vào hai người đứng ở phía sau một loạt giá sách, chắn tầm nhìn. Đám người tiến đến cũng không trực tiếp phát hiện ra, chỉ có điều, dáng vẻ bọn họ không tìm được mục tiêu không bỏ qua, bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Biết chạy trời không khỏi nắng, lộ trùng không hoảng loạn, trái lại mang theo sự kiên nghị, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu mấy cái, viên mắt ửng đỏ. Thứ lỗi cho học sinh bất hiếu, sau này không thể hầu hạ lão sư. Nếu như có kiếp sau, lộ trùng vẫn nguyện làm đệ tử của lão sư nếu muốn nói hắn có lỗi nhất là ai vậy chính là vị lão sư này chỉ cần chết là có thể xuống cùng cha mẹ vị lão sư này vì hắn bỏ ra nhiều như vậy vất vả bỏ công bỏ sức hỗ trợ hắn nâng cao thực lực lại hoàn toàn không nhận được hồi báo lão sư là ta có lỗi với lão sư lão sư ta khiến cho lão sư thất vọng lão sư nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện làm học sinh của lão sư hầu hạ đến già, lại không rời đi. Hàm răng cắn chặt một cái, thân thể chợt tung lên, lao thẳng ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chuột tìm dấu vết phát ra âm thanh, chít chít, xác định mục tiêu. Quả nhiên ở chỗ này, trốn chỗ nào. Cười lạnh một tiếng, một lão nhân của lâm gia tiến lên đón. Vù vù, thân thể thoáng động, khí tức áp chế khắp nơi, còn chưa ra chiêu, đã thể hiện ra tu vi, lại là vị cường giả tông sư trung kỳ biết không có thể lui về phía sau lộ trùng hoàn toàn không có chút ngừng lại độc thể vận chuyển tới cực hạn tiến lên nghinh đón đâm đầu vào chỗ chết lão nhân lâm ra cười hắc hắc năm ngón tay siết chặt một quyền đánh ra quyền chưa tới lực lượng đã tới giống như cuồng phong ép qua khiến người ta khó thở cơ bắp toàn thân căng thẳng lâm ra làm thế ra trận pháp lắng động không biết bao nhiêu năm cất giấu không ít công pháp phó kỹ lợi hại. Cho dù so với thiên vũ vương thất, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Lão già này sử dụng, chính là một bộ quyền pháp nổi danh trong đó. Đại Nhật Diễm Dương Thiên. Bộ quyền pháp này, mạnh mẽ cuồng bạo, mang theo cảm giác mặt trời chói trang thiêu đốt. Một khi thi triển, giống như xét đánh xuống, nhanh chóng và mãnh liệt, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Trước không nói tu vi đồng dạng, cho dù tông sư hậu kỳ gặp phải, đều phải tạm tránh phong quang, không dám đối địch. Xem ra người này đối với lộ trùng là tình thế bắt buộc, vừa ra tay lại thi triển ra chiêu số mạnh nhất. Biết dù sao cũng là một lần chết, lộ trùng cũng không tránh né, mắt nhất thời đỏ lên, người lại va chạm tới. Một tiếng động rất lớn vang lên, tay của lão nhân này đánh vào trên người lộ trùng, vài người sau cũng va chạm vào ngực hắn. ầm, um, cao thủ lâm ra phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Lộ Trùng lại lui về sau hai bước, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi đã vào tới bên mép. Hắn là tông sư trung kỳ không giống với người tu luyện bình thường, hoàn toàn dựa thân thể. Đại Nhật Diễm Dương Thiên của đối phương mặc dù mạnh mẽ, đánh vào người cũng chỉ là đau đớn kịch liệt mà thôi, không đả thương được căn cơ. Một đòn thành công, đánh bại một vị tông sư trung kỳ, Lộ Trùng rên rỉ một tiếng, thân thể kéo thành hình cung, tiếp tục phóng ra ngoài. Ở tại chỗ này, không chỉ mình phải chết, còn liên lụy tới lão sư. Hiện tại điều duy nhất mình có thể làm chính là lao ra khỏi vòng vây, trốn càng xa càng tốt. Cho dù chết ở bên ngoài cũng tốt hơn so với ở đây. Lưu lại cho ta. Không nghĩ tới cường giả tông sư của gia tộc bọn họ, bị đụng một cái liền choáng váng, sống chết không rõ, sắc mặt Lâm Huy tái xanh, phẫn nộ gầm một tiếng, ngăn cản ở trước mặt. Chương 610, ta là lão sư của hắn hai không động còn tốt, thoáng động hắn lập tức lộ ra tu vi. Vị tam trưởng lão lâm huy này, lại là vị cường giả tông sư đỉnh phong. Hơn nữa nhìn số lượng chân khí rồi rào, so với mạc thiên tuyết cũng không kém hơn chút nào. Cho dù ở trong cường giả đồng cấp khác, sợ rằng đều có thể đứng sát đầu. Không hổ danh là cường giả đứng thứ bảy trong 10 đại cao thủ của vương quốc. Mạc Vũ đứng ở một bên, đồng tử co lại. Thiên Vũ Vương quốc dựa theo chiến tích của cường giả tông sư đỉnh phong, đưa ra từng thứ hạng. Vị Lâm Huy trưởng lão này ở Lâm gia không lộ sơn hiện thủy, danh tiếng không quá lớn, thực lực lại không thể khinh thường. Đủ để xếp hàng thứ bảy, cho dù đối chiến cùng cấp thiên tài mạc hoàng nhất, chỉ sợ cũng phải ngoài trăm chiêu mới có khả năng hoàn toàn đánh bại hắn. Thích khách này sợ rằng xong rồi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía lộ trùng. Nàng tuy rằng đi qua lớp học trương huyền, nhưng chưa từng thấy qua vị này, tất nhiên cũng không nhận ra được. Chỉ có điều, nhìn thấy được tuổi tác của hắn nhỏ như vậy, nàng vẫn không nhịn được có chút chấn động kinh ngạc. 16, 7 tuổi tông sư trung kỳ. Thiên phú như thế cho dù mạc hoàng nhất cũng kém hơn. Từ khi nào vương quốc xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như vậy, sau đó khẳng định tiền đồ không thể đo đếm. Loại tiềm lực này tự hủy tương lai tập kích bất ngờ lâm lang, rốt cuộc hắn và lâm gia có mâu thuẫn gì. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được nhìn về phía phụ vương cách đó không xa. Nàng phát hiện vẻ mặt Mạc Thiên Tuyết cũng không hiểu nguyên nhân. Thật ra Mạc Thiên Tuyết là người buồn bực nhất trong đám người. Nếu như hắn phái người đi ra, ngược lại cũng thôi. Cho dù thật sự xé rách ra mặt hắn cũng nhận, mấu chốt, người này từ đâu xuất hiện, lại làm sao có thể chạy đến vương cung, ẩn nấp ở trong tàng thư khố. Cái này thì hay rồi, cho dù hắn lại giải thích, sợ rằng Lâm gia cũng sẽ không tin tưởng. Chuẩn bị không tốt, một trận đại chiến là không thể tránh được. Trong sự chấn động kinh ngạc của hai người, lòng bàn tay của Lâm Huy trưởng lão đã rơi xuống. Âm, uhm, bàn tay to bay lên trời cao, chân khí hùng hậu lập tức đều phong tỏa tất cả đường lui của Lộ Trùng. Đối mặt với lão nhân vừa rồi, hắn có thể cứng rắn xông tới. Đối mặt với vị này, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn còn không có cùng đối phương giao đấu, hắn lại cảm thấy lực lượng của toàn thân đều bị áp chế, khó có thể nhúc nhích. Giang giác, dưới áp lực cực lớn, thân thể hắn mềm nhũn, lại muốn ngã sắp xuống. Cường giả trong lúc công kích, tranh lệch chỉ có chút xíu. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi, không chỉ bị thương, thương thế vừa rồi cũng sẽ nặng thêm, lại không có năng lực phản kháng nữa. Kết thúc rồi. Cảm nhận được áp lực cực lớn, lại cũng không chịu nổi nữa, ánh mắt lộ trùng lộ ra một chút ảm đạm. vốn tưởng rằng cho dù liều mạng cũng phải trốn xa hơn, không cần liên lụy tới lão sư. không nghĩ tới thực lực của vị trưởng lão này quá mạnh mẽ, hắn căn bản không chống đỡ nổi. gặp lại sau, lão sư. gặp lại sau, ân nhân của ta. trong lòng hắn thoáng động, đang muốn chủ động buông tha, chết ở dưới trường của đối phương. đột nhiên hắn cảm thấy thân thể thoáng nhẹ bỗng bị người từ phía sau nắm lấy, tiện tay ném ra, vù, thoáng cái, hắn bay ra mấy chục thước, tránh né công kích, ầm, um, trường lực cực lớn của Lâm Huy rơi vào địa phương hắn vừa đứng thẳng, kích thích một mảnh bụi bặm bay lên, một trường thất bại, lúc này mọi người mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào phía trước Lâm Huy trưởng lão xuất hiện một người thanh niên, lộ trùng chính là bị hắn ném văng ra, ngươi là ai, dám ngăn cản Lâm ra ta bắt người? chán sống rồi sao? Sắc mặt tái xanh, Lâm Huy hít mắt nhìn lại, toàn thân đằng đằng sát khí. Tạm thời không vội động thủ, là hiểu nhầm. Nhìn thấy được hai bên rằng co, Mạc Thiên Tuyết vội vàng đi về phía trước. Liễu hội trưởng ở chỗ này đọc sách, là hắn bảo nữ nhi mời tới, khẳng định không biết chuyện phát sinh ở bên ngoài, cũng không biết đây là thích khách. Có khả năng cho rằng người thiếu niên này bị khi dễ, mới không nhịn được ra tay. Nghĩ vậy, hắn đi tới phía trước, giới thiệu cho hai bên. Lâm Huy trưởng lão, vị này chính là hội trưởng nghiệp đoàn y sư mới nhậm chức, Liễu Trình. Liễu hội trưởng, vị này chính là tam trưởng lão Lâm Gia, Lâm Huy. Liễu Trình, nghe được giới thiệu, Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, lộ ra sự xem thường. Người chính là hội trưởng nghiệp đoàn y sư mới nhậm chức giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Ta tôn trọng thân phận của ngươi, lập tức tránh ra, ta có thể không tính toán chuyện vừa rồi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí liễu hội trưởng cái gì chứ lại nói tiếp rất có danh tiếng trên thực tế tu vi không đủ ngay cả chức nghiệp chính thức cũng sát hạch không qua có danh hiệu một hội trưởng cũng là giả hội trưởng thật sự hắn còn không sợ làm sao có thể sợ một người giả trương huyền còn tưởng rằng kẻ thù của lộ trùng là vương thất thiên vũ như vậy có chút không dễ làm nay nghe được có thể là lâm gia hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn qua khóe miệng cong lên nếu như không nhường đường người nào từ chỗ nào xuất hiện ở này giả vờ đầu to tính là cái gì liễu hội trưởng nghe nói như thế mạc thiên tuyết thiếu chút nữa thì bị hù chết hắn vội vàng đi lên phía trước lâm gia thiếu gia bị đâm lâm huy trưởng lão đang bắt hung thủ chính là người thiếu niên vừa rồi ngươi vẫn đừng nhúng tay vào hắn là có lòng tốt lâm ra ngay cả hắn cũng không muốn đắc tội Vị trước mắt này mặc dù là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, ở trước khi thực lực không đạt được, không có thực quyền, không cần thiết phải trở mặt. Lại nói, đối phương bắt thích khách, với người không có nửa xu quan hệ, có thể bớt một chuyện thì bớt một chuyện, cần gì cùng bọn họ tranh chấp. Tìm phiền toái cho mình. Vị bằng hữu này, ý tốt của người tại hạ xin nhận tấm lòng. Người nào làm người ấy chịu, lâm lang là do ta đánh, ta đi cùng bọn họ, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì lộ trùng bước lên trước cắn răng nói một khi thừa nhận quan hệ của hai người không chỉ hắn phải chết lão sư khẳng định cũng khó mà chạy trốn được vì tính toán tới điều này hắn chỉ có thể ném sạch quan hệ mình chết thì chết ngàn vạn không thể để cho lão sư gặp phải phiền phức nếu thật sự như vậy hắn người học sinh này muôn lần chết cũng khó hết được tội trương huyền đừng cùng bọn họ tranh chấp lâm ra phiền phức không ít rất sợ hắn không biết tình hình mạc vũ cũng liền vội vàng truyền âm đồng thời trong lòng nghi ngờ từ khi bắt đầu biết người này lại không phải là một người thích phiền phức thế nào vì người không ai nhận ra này lại ra tay còn chưa tránh ra thế nào liễu hội trưởng lẽ nào muốn ra mặt cho một người không liên hệ cùng lâm gia chúng ta đối nghịch nhìn thấy thái độ của mọi người ở trong mắt lâm huy lạnh lùng cười thân là một thành viên của lâm gia hắn có tự tin này chỉ cần báo ra danh hiệu trí thân cũng có thể bỏ qua. Càng chưa nói tới người không có người nào nhận ra. Liễu hội trưởng trước mắt này còn trẻ đắc trí, lúc này mới tiến lên giả vờ giả vịt. Sau khi biết rõ ràng thân phận của bọn họ, chỉ sợ cũng không có can đảm kia. Một hội trưởng trên danh nghĩa của vương quốc nhất đẳng mà thôi, ở trước mặt lâm ra, cái gì cũng không phải, có thể đơn giản nghiền ép. Đúng vậy, vị bằng hữu này, không nên vì một người không có liên hệ như ta, lại cùng lâm ra gây ra mâu thuẫn lộ trùng nói cầm miệng cho ta ta cho ngươi nói chuyện sao biết ý học sinh này của mình trương huyền nhướng mày quát một tiếng ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người lâm huy thật ngại quá thích khách trong miệng các ngươi vừa vặn ta nhận ra là đệ tử của ta ta là lão sư của hắn lão sư ngài không nghĩ tới lão sư sẽ trực tiếp thừa nhận làm như vậy chẳng khác nào vì hắn trực tiếp đối lập cùng lâm gia toàn thân chấn động, viên mắt lộ trùng lập tức ửng đỏ, nước mắt không thể tiếp tục kìm chế được, trong nháy mắt chảy xuống. Audio điện tử võ tấn bền chương 611, lộ trùng cảm kích một Ta là lão sư của hắn. Những lời này rất bình thường, rất đơn giản, không có bất kỳ ngôn ngữ gì mới, cũng không có bất kỳ mùi vị tình cảm nào. Lộ trùng lại dường như trong nháy mắt bị nước ấm bao phủ, máu tươi toàn thân sôi trào, từ gia tộc giàu có đi tới, biết lão sư chế biến phấn độc này cho hắn có giá trị tới mức nào, biết bộ công pháp truyền thụ này chân quý. Không cần bất kỳ hồi báo nào, không có bất kỳ yêu cầu gì, tất cả đưa ra, thậm chí vì hắn, không tiếc đắc tội với lâm gia. Chỉ vì hắn, gọi một câu lão sư. Chỉ vì hắn, là học sinh của đối phương. Lão sư, ngài biết không, ngài vừa thừa nhận như vậy, chẳng khác nào cùng lâm gia hoàn toàn ẩm ý dạn nứt bọn họ không có khả năng buông tha cho ngài vì một học sinh mới quen không được sáu ngày cống hiến gì cũng không có chỉ biết báo thù không đáng là học sinh liên lụy tới ngài toàn thân lộ trùng run rẩy viên mắt ửng đỏ trương huyền ngươi mạc vũ cũng ngẩn người vốn tưởng rằng hai người không có quan hệ không ngờ được lại là học sinh của hắn nhưng cho dù là học sinh cũng mới vừa biết không lâu vì một người lỗ mãng đắc tội lâm ra thật sự giá trị sao? Học sinh của ngươi, Lâm Huy sửng sốt, cũng có chút không dám tin tưởng. Liễu hội trưởng này mới là thông huyền cảnh sơ kỳ, dạy dỗ học sinh tông sư trung kỳ. Chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng lại bừng tỉnh, loại tình huống này cũng không phải không tồn tại. Đệ tử không cần không bằng sư, lão sư không cần có tài hơn đệ tử. Văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, như thế mà thôi. Vị liễu hội trưởng này y thuật cao minh như thế, vô cùng có khả năng người này là học sinh y thuật của hắn mà không phải là tu vi không sai trương huyền gật đầu chắp hai tay ở sau lưng nếu đối phương gọi mình một tiếng lão sư vậy vào lúc này không thể buông tha cho dù đắc tội lâm gia cho dù đắc tội toàn thế giới là đệ tử của ta lão sư cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn rất tốt thấy hắn đáp ứng lâm huy bình phục lại lạnh lùng nhìn qua khóe miệng cong lên thừa nhận là hay nhất nói thiếu gia của chúng ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào tự nhiên phái học sinh của mình tiến hành tập kích bất ngờ đối với hắn lâm trưởng lão lời này của ngươi có ý gì cho dù là lão sư cũng không có khả năng bất cứ chuyện gì học sinh làm cũng biết được cũng không phải là bảo mẫu người hầu sắc mặt mạc vũ trầm xuống cho dù là lão sư lại như thế nào lẽ nào học sinh giết người chính là lão sư xui khiến đây là cái lý luận gì Lão sư, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc không có nghe nói còn phải xử lý nhân sinh, chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của hắn. Cho dù là phụ mẫu cũng không có nghĩa vụ này. Mạc sư, đây là chuyện giữa Lâm gia và Liễu hội trưởng, không có phần cho nàng nói xen vào. Bàn tay vung lên, cắt ngang lời Mạc Vũ nói, Lâm Huy ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, cười hắc hắc. Liễu hội trưởng, ta kính trọng ngươi là nhân vật có mặt mũi, vậy ngoan ngoãn đi theo ta đi hãy để cho ta bắt hắn dẫn đi. Vốn tưởng rằng ám sát thiếu gia chính là một con cá tạp nhỏ, kết quả xuất hiện một nhân vật lớn. Chỉ phải dạy dỗ thật tốt một trận, hoàn toàn có thể chấn áp phương quốc, khiến cho tất cả mọi người biết, giá lớn khi đắc tội lâm ra bọn họ. Ta còn chưa xem sách xong, không có thời gian đi theo ngươi. Trương Huyền lắc đầu, lộ trùng sông tới, sách mới xem được gần một nửa, còn cách xem xong một khoảng thời gian. Hắn không có thời gian cùng người này dây dưa loạn đọc sách lâm huy thoáng sửng sốt một chút sắc mặt trầm xuống cho ngươi mặt mũi ngươi không cần không quan tâm có lý do gì ngày hôm nay đều phải trở lại cho ta tiếp nhận xử phạt dám đả thương hãm hại thiếu gia lâm ra chúng ta nhẹ thì hủy bỏ tu vi nặng thì lập tức giết chết cảnh cáo ngươi đừng ép ta động thủ ngươi mặc dù là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư thực lực chân chính cũng chỉ là thông huyền cảnh sơ kỳ mà thôi so với ta tranh lệch quá xa muốn giết chết ngươi, sẽ không khó khăn hơn so với giết chết một con gà con là bao nhiêu. Lão sư, lộ trùng bước lên trước lại ngăn cản trước mặt Trương Huyền, siết chặt nắm đấm. Thực lực của vị Lâm Huy này, hắn vừa lĩnh giáo, quả thật đáng sợ. Thực lực lão sư ngay cả hắn cũng không bằng, như thế nào có thể là đối thủ. Trương Huyền, Mạc Vũ cũng đầy lo lắng. Nàng biết người trước mắt này chính là Trương Huyền, thực lực không kém, nhưng chỉ có tông sư sơ kỳ, vẫn là thời điểm mấy ngày hôm trước sát hạch danh sư mới vừa đột phá, khẳng định không chống đỡ được. Ép ngươi động thủ, vậy người động đi. Bảo Lộ trùng tránh sang một bên, vẻ mặt Trương Huyền thương hại nhìn qua, lắc đầu. Muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Hiếp mắt lại một cái, Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, bàn tay chuyển động, chợt vỗ xuống. Âm. Um, giống như vừa rồi, trưởng lực chưa tới, khí tức đã ngưng động dường như cũng phong tỏa không khí xung quanh. Lão sư, siết chặt nắm đấm, lộ trùng đang định liều mạng, dù trọng thương cũng phải bảo vệ lão sư an toàn, lại thấy liễu lão sư cách đó không xa lắc đầu, bàn tay để ở sau người động cũng không hề động, bộ dạng người biếng, bàn chân dơ lên, đạp tới. Một cước này như ảnh như ảo, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả mà kiên tuyết ở bên cạnh cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, lại rơi vào háng của đối phương. Răng rắc, một tiếng động, tiếng trứng bị nghiền nát vang lên. A! À, kêu thảm một tiếng, Lâm Huy bay ra, âm thanh chói tai vang dội, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Ngay sau đó, kẻ mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi, giống như con tôm, con người nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng phun ra bọt mép, toàn thân co giật. Chương 612, Lộ trùng cảm kích 2. A! À, Lộ trùng, Mạc Thiên Tuyết đều ngây người tại chỗ có chút bối rối. Điều này, vừa rồi, Lâm Huy ra tay, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Không hổ danh là cao thủ tuyệt thế đứng hàng thứ bảy trong vương quốc, người còn chưa động, áp lực đã tới. Cho dù Mạc Hoàng Nhất muốn thắng được, cũng cần sau trăm chiêu. Kết quả, vị liếu lão sư này đạp một cước qua, hắn lại lập tức lăn trên đất. Tình trạng giống như chó chết. Từ khi nào đối phó với loại cao thủ cấp bậc như vậy, đơn giản như vậy có cần hãm hại như thế hay không ngươi không phải là thông huyền cảnh sơ kỳ sao đạp một cước tông sư đỉnh phong mất đi lực chiến đấu điều này mạc vũ cũng trợn mắt há hốc mồm vị trương huyền này mấy ngày hôm trước ở trước mặt mọi người đột phá tông sư cảnh nàng cũng ở bên cạnh tất cả đều nhìn thấy rõ ràng tông sư cảnh sơ kỳ và đỉnh phong tranh lệch gấp mấy lần lực chiến đấu căn bản không có khả năng chống lại đạp một cước liền nằm xuống liên tục kêu lên thảm thiết rốt cuộc hắn làm sao làm được. Rất nhiều hộ vệ đứng ở phía sau Lâm Huy cũng đều choáng váng. Vốn tưởng rằng tam trưởng lão ra tay, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, còn chưa tới trước mặt đối phương, đã bị đạp cho đoạn tử tuyệt tôn, miệng sùi bọt mép. Chiến đấu không cần lấy mạnh mẽ đập mạnh mẽ, mà là phải tìm được nhược điểm, tiến hành lợi dụng. Toàn thân hắn như gió tự phong kín, khí tức hoàn toàn không có chút lộ ra chỉ có chỗ này là có lỗ thủng, một khi phá vỡ, lại có thể tạo được hiệu quả làm ít công to. Không để ý tới dáng vẻ mọi người há hốc nghiệp, Trương Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn lộ trùng, giải thích. Đối phương vận chuyển chân khí, hỗn nguyên như ý, thực lực không thể khinh thường. Thật sự chiến đấu, cho dù hắn nắm giữ lực lớn 5.000 đỉnh, cũng không có khả năng một chiêu nhất định phân thắng bại. Chỉ có điều, nắm giữ mắt minh lý, liếc mắt liền nhìn ra phương hướng và tốc độ hắn vận chuyển chân khí tìm được chỗ sơ hở đạp một cước ra trực tiếp phá mệnh môn sau đó người này lại bi kịch vâng bị đá một cước tam trưởng lão lâm ra thiếu chút nữa đã chết lão sư vẫn giống như một người không có vấn đề gì giải thích cho hắn vẻ mặt lộ trùng xấu hổ một lát sau mới phản ứng được sốt ruột vội vàng gật đầu hiểu rõ là tốt rồi thỏa mãn gật đầu trương huyền phân phó nếu biết, lại đi thử một chút. Vừa rồi người này cùng người đối chiến, trực tiếp cứng rắn đụng vào, chiêu số thật sự quá thô giáp. Vừa vặn lúc rảnh rỗi, hắn lại chỉ điểm một cái. Thử xem, lộ trùng do dự. Đúng vậy, tu luyện và chiến đấu cần phải không ngừng rèn luyện. Không luyện tập làm sao có thể mạnh hơn người khác. Trương huyền nhướng mày. Cái gọi là võ kỹ, chỉ nói không luyện không có kỹ năng. Chỉ có kết hợp cùng thực tế, mới có thể phát huy ra uy lực và hiệu quả lớn hơn. Vâng. Do so dự một chút, lộ trùng cắn răng một cái, đi tới trước mặt lâm huy nằm trên mặt đất giống như con tôm, hướng về nơi nào đó, nhấc chân lại đạp tới. À, vốn đã vỡ, lại bị đạp, hai mắt lâm huy trắng nhợt. Hắn biết lần này, ngay ra gốc rễ cũng bị mất, hắn không thể tiếp tục kìm chế được nữa, lập tức ngất đi. Đạp xong, lộ trùng quay đầu lại nhìn về phía lão sư muốn nghe xem có đánh giá gì chỉ thấy người sau nổi giận đùng đùng nhìn qua ta bảo ngươi thử xem là đối với những hộ vệ kia ai bảo ngươi đạp hắn cũng khó trách trương huyền tức giận giải thích cho hắn mục đích rất đơn giản khiến cho hắn lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu mà không phải sử dụng man lực đối đầu bảo hắn đi thử một chút ý tứ cũng rất đơn giản lâm huy ngã xuống còn có một phần lớn hộ vệ đi chiến đấu cùng bọn họ có lẽ lại có thể tìm được linh cảm dù sao đều là kẻ thù, đánh một hai người, cũng coi như chút giận. Nhưng, em gái ngươi, chạy đi đạp Lâm Huy làm gì? Người này đã miệng sùi bọt mép sắp chết, đạp hắn có thể học một cái gì? Lại cùng đâm đao với một người chết trên chiến trường, có thể nói rõ người từng giết người sao? Vâng, lúc này mới hiểu được ý tứ của lão sư, sắc mặt lộ trùng nhất thời đỏ lên, thân thể thoáng động, lao thẳng về phía đám người hộ vệ. Thực lực của những hộ vệ này, phần lớn đều ở thông huyền cảnh, nhắc tới cũng không kém. Ở trước mặt cường giả tông sư trung kỳ hắn, lại cái gì cũng không tính. Chỉ chốc lát tất cả đều bị đánh cho nằm ở tại chỗ, giống như Lâm Huy, miệng sùi bọt mép. Ừ, thấy công kích của hắn tuy rằng cứng nhắc, so với vừa rồi cứng rắn xông tới, đánh khá hơn rất nhiều, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Mạc Vũ, Mạc Thiên Tuyết hai mắt choáng váng, cũng cảm thấy trong lòng có chút phát điên liễu lão sư người biết người đang làm cái gì sao đây là tam trưởng lão lâm gia và hộ vệ lâm gia đạp một cước không còn chi giác sinh tử không rõ đánh tất cả hộ vệ đều nằm trên mặt đất chẳng khác nào cùng lâm gia hoàn toàn xé rách ra mặt lại không còn đường sống quay về học sinh lỗ mãng người thế nào cũng lỗ mãng như thế lão sư đánh ngất xỉu những người này lộ trùng đi tới trước mặt lại quỳ xuống đất nhìn về phía lão sư trước mắt Ánh mắt lộ ra sự kích động và sùng bái. Bị người đuổi giết, mai danh ẩn tích, gặp quá nhiều người, quá nhiều phản bội. Hắn vốn tưởng rằng nói ra kẻ thù, vị lão sư này sẽ trực tiếp đưa hắn cho Lâm gia. Thật không nghĩ tới, không những không làm như vậy, còn không tiếc đắc tội với Lâm gia, ra, ra tay giúp hắn. Phần ân tình này thật sự quá lớn. Biết hắn cảm kích cái gì, Trương Huyền cũng không từ chối, gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên tinh thần thoáng động. Bên trong đồ thư quán kịch liệt sôi trào một trận. Một quyển sách màu vàng lại xuất hiện. Điều này, Trương Huyền sửng sốt, vốn chỉ là muốn cứu học sinh của mình, không nghĩ tới còn chiếm được sự cảm kích của hắn, lại hình thành một trang sách màu vàng. chương 613, Mộc Hoành Y Sư Suy Sụp Thượng. Một, có trang sách này, sách thu vào đồ thư quán mấy ngày qua, đều có thể thành kiến thức của mình. Trương Huyền mỉm cười, từ thiên huyền vương quốc đi ra đến bây giờ, từng trải qua tàng thư khố của thú đường, độc biện nghiệp đoàn luyện đan sư, vương quốc. Bên trong đồ thư quán thu nhận sách, đã vượt qua hơn 1.000 vạn quyển. Nếu như tất cả biến thành kiến thức của mình, lượng tri thức dự trữ sẽ lập tức tăng mạnh. Đến lúc đó, cho dù không mượn đồ thư quán, chỉ dựa vào học thức cũng có thể khiến cho vô số người liếc mắt nhìn. Sát hạch nhị tinh, thậm chí danh sư tam tinh, không thành vấn đề. Chờ sau khi xem xong toàn bộ sách trong tàng thư khố lại nói biết trang sách màu vàng tới không dễ trương huyền cũng không vội vàng sử dụng dù sao đây là thứ duy nhất tích lũy sách càng nhiều tác dụng càng lớn tàng thư khố của vương quốc hắn mới xem chừng phân nửa chờ xem xong tất cả dùng lại sử dụng cũng không trễ ngưng tụ ra một trang sách màu vàng trong lòng cao hứng càng nhìn lộ trùng trước mắt hắn càng cảm thấy thỏa mãn đứng lên đi ngươi là đệ tử của ta ta là sư phụ của ngươi chỉ cần dựa vào tình nghĩa lão sư và học sinh, ta không có khả năng thờ ơ trơ mắt nhìn người bị nhục. Đưa tay nâng người thiếu niên dậy, Trương Huyền gật đầu. Lĩnh ngộ chân lý giữa lão sư và học sinh, những lời này nói xong hoàn toàn không có chút làm ra vẻ, hoàn toàn phát ra từ trong lòng, giống như sư đạo thiên bẩm, vang vọng xung quanh, làm cho tâm linh người ta không tự chủ được cảm thấy chấn động. Ngay cả chính hắn, sau khi nói xong, cũng cảm thấy tâm niệm thông suốt, tinh thần thoáng cái được thoải mái. Nghe nói như thế, Mạc Vũ siết chặt nắm tay. Thảo nào triệu nhã, một tuyết tình đều nguyện ý vì hắn, liều mạng tranh đấu, không tiếc bị thương. Hóa ra đây mới thực sự là hàm nghĩa của sư. Nàng là danh sư, cũng có học sinh, cũng từng dạy học, nhưng quan hệ giữa nàng cùng học sinh, giới hạn ở truyền thụ tri thức, giảng giải vấn đề khó khăn. Trước đó nàng vẫn không rõ vì sao học sinh của Trương Huyền có thể bởi vì một câu nói đánh tới mức khó bỏ khó phân, không ai nhường ai lúc này nhìn thấy được nàng mới tính là hiểu rõ là kính nể của học sinh đối với lão sư phát ra từ trong lòng lão sư làm gương tốt làm gương sáng cho người mới có thể làm cho học sinh cam tâm tình nguyện đi theo thậm chí vì bảo vệ danh dự của hắn cố gắng phấn đấu lợi hại mà kiên tuyết cũng gật đầu thân là quốc vương bệ hạ kìa thiên vũ vương quốc hắn gặp qua không ít lão sư cũng đã gặp không ít học sinh có thể giống như bây giờ lão sư và học sinh tín nhiệm lẫn nhau thật sự ít lại càng ít không ít lão sư học sinh vì lợi ích biểu hiện cũng như người lạ cả đời không qua lại với nhau thảo nào hắn tiến vào thiên vũ học viện chỉ có vài ngày lại có thể khiến cho học sinh hoàn toàn tin tưởng và nghe theo phần mị lực nhân cách này đúng là không ít lão sư thậm chí danh sư vẫn không có cách nào làm được muốn người khác thật lòng đầu tiên bản thân mình phải thật lòng đã đồng thời hắn xúc động Vị liễu lão sư này đối đãi với học sinh chân thành, không bắt nạt, không dối gạt, không rời, không bỏ, lấy tâm đối đãi với người, tất nhiên cũng nhận được học sinh thật sự ủng hộ và kính trọng. xúc động xong, hắn quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn hộ vệ nằm đầy đất, cùng lâm huy trưởng lão hôn mê vẫn không ngừng co giật, hắn lại thấy đau đầu, không nhịn được mở miệng: Khụ khụ, không phải ta muốn phá hủy bầu không khí này, liễu hội trưởng, người lần này thật sự quá lỗ máng sư đồ các người đánh không có khả năng là người bình thường, mà là lâm gia khiến cho hắn cũng đau đầu không thôi. Cho dù lâm gia kiên kỵ ngươi là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, không dám làm gì ngươi, nhưng học sinh của ngươi. Người thân bằng hữu của ngươi thì sao? Lâm gia không chỉ có nghiệp đoàn trận pháp sư làm chỗ dựa, quan trọng hơn chính là phía sau còn có một thái tử phi hiên viên vương quốc. Tỷ tỷ của lâm lang không nói lý kia. Đây mới là người khiến ta lo lắng nhất. Hai năm trước, chính là thời điểm tỷ tỷ của hắn thăm viếng, cu gia phát sinh mâu thuẫn, nàng tự mình sai một vị thuộc hạ trí tôn, hạ thủ. Vương thất biết rất rõ ràng chuyện này, ở dưới cường giả trí tôn ép xuống, cũng không dám nói thêm nửa câu. Hiện tại đồ đệ tập kích bất ngờ khiến lâm lang bị đánh thành trọng thương, nghe nói còn ném vào hố ao, làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Lão sư còn đánh tam trưởng lão tới không có cách nào lại tạo người, giống như thái giám. Như vậy chính là cùng lâm ra kết mối thủ lớn không chết không dừng, lại không có cách nào hòa giải. Lỗ máng. Đối với lời hắn nói, Trương Huyền từ chối cho ý kiến, nhìn lại. Cho dù ngày hôm nay không ra tay, người cảm thấy lâm ra sẽ cùng ta nâng cốc chúc mừng sao? Điều này, mà kiên tuyết sừng sốt. Nếu như lộ trùng này thật sự bị bắt đi, dựa vào năng lực của lâm ra, điều tra ra lão sư của hắn là ai, vô cùng đơn giản cho dù không bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo vị trước mắt này cứu chữa hùng sư đuôi vàng vạch ra chuyện bị trúng độc chẳng khác nào phá tan bố trí của lâm ra đối với vương thất sợ rằng dĩ nhiên trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của đối phương sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ trực tiếp xung đột lúc này chẳng qua là đẩy xung đột lên trước mà thôi lộ trùng một ngày gọi ta là lão sư ta không thể làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn hư một tiếng Trương Huyền không tiếp tục dầu dĩ trong vấn đề này, thản nhiên nói. Chuyện còn lại, các ngươi xử lý, ta còn chưa xem sách xong, cần xem một hồi nữa. Về phần lộ trùng, ngươi lại ở một bên chờ ta. Tạm thời không nên đi ra ngoài. Nói xong hắn trực tiếp đi về phía tàng thư khố, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Đọc sách. Lúc này, còn có tâm tình đọc sách. Thấy hắn xoay người đi đọc sách, Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ đưa mắt nhìn nhau, mê muội một hồi. Đại ca, đây chính là lâm gia, đối mặt với bọn họ, vương thất cũng lo lắng không thôi, nơm nấp sợ hãi. Người đánh trưởng lão của người ta, ném xuống đất lại bất để ý tới. Đọc sách, tàng thư khố này khoảng chừng mấy trăm vạn bộ sách, thật sự muốn xem, 10 năm, 8 năm cũng không xem hết. Xem thêm một hồi, có tác dụng cái lông à. Điều này, người này, có thể, là thích xem sách chương 614, Mộc Hoành Y Sư suy sụp thượng. hai Nghẹn cả buổi, Mạc Vũ mới nặn ra một câu. Quen biết với vị trương sư này rất lâu, ban đầu ở thú đường, cũng đòi muốn xem sách. Sau đi Hồng Liên Thành, cứu chữa đại dược vương muốn thủ lao chính là sách. Hiện tại lâm gia đều sắp đánh tới, lại còn muốn xem sách. Đây là yêu thương nhiệt tình đối với quyển sách bao nhiêu. Thảo nào trẻ tuổi như vậy biết nhiều chức nghiệp như vậy có khả năng có quan hệ rất lớn đối với chuyện đọc sách này. Trong lòng hai người miên man suy nghĩ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thật ra Trương Huyền không để ý, không phải hắn giả vờ giả vịt, mà là lâm gia ở thiên vũ vương quốc lấy thúng úp voi, đối với hắn mà nói, thật sự không tính là gì cả. Thực lực của hắn hiện nay mặc dù chỉ là tông sư đỉnh phong, nhưng dựa vào đồ thư quán, mắt minh lý và nửa bước trí tôn so với đều không kém nhiều. Cho dù thực lực không bằng, phía sau còn có thiết sĩ khiếu thiên thú cái này vương bài lại cùng lắm thì để lộ thân phận trương sư là được thiên tài danh sư sư huynh đường chủ khương thư học sinh danh sư dương huyền có những thân phận ở đây cho dù đối phương có lá gan lớn hơn nữa chỉ sợ cũng không dám làm gì mình cho nên lâm gia khiến cho đám người mạc thiên tuyết kiêng kỵ không thôi trong mắt hắn căn bản không phải là vấn đề gì lớn so với lãng phí thời gian còn không bằng đi đọc sách trước thì thực tế hơn. Lâm gia, đại sảnh rất xa hoa rộng lớn, nơi trưởng lão Lâm gia nghị sự. Bình thường những người không có nhiệm vụ không được đến gần, cho dù trưởng lão tiến vào cũng phải sớm xin phép. Mà giờ khắc này, dòng người xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Hai người thanh niên nằm thẳng dưới đất, mặt sưng phù giống như đầu heo, chỉ từ bề ngoài đã rất khó phân biệt ra được rốt cuộc là ai đó chính là lâm lang và quý mặc công tử bị lộ trùng biên cuồng đánh một trận chuyện này tang vật trên người của hai người đã được rửa sạch chỉ có điều mùi thối đã ngấm vào da không quan tâm tắm bao nhiêu lần cũng xử lý không hết từng con ruồi xanh lục không ngừng bay xung quanh giống như tìm được thức ăn ngon mọi người nhìn thấy cũng muốn nôn ra bên trong gian phòng có vài người đáng đứng chính là đám người gia chủ lâm gia lâm nhược thiên lâm gia chủ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra con ta đi một chuyến tới Phỉ Thúy khác, thế nào lại biến thành như vậy?" Một trận ồn ào náo động vang lên, một người người trung niên cao lớn đi nhanh tới, đầy lo lắng. Gia chủ của Quý gia Quý Phong đi vào đại sảnh, nhìn thấy được con trai nằm trên mặt đất giống như người chết, sắc mặt tái xanh, một ngọn lửa giận chuyển động, giống như sắp nổ mạnh. Quý Mặc công tử đã chạy tới tìm Lâm Lang công tử nhờ biện hộ giúp, hắn có biết. Thậm chí hắn còn mang theo sự cổ vũ nếu không, bị gia tộc giam cầm, hắn làm sao có thể ngồi xe ngựa dẫn theo gã sai vặt quang minh chính đại rời đi. Vốn tưởng rằng tìm được lâm lang, dựa vào lâm gia biện hộ cho, có thể đơn giản giải quyết, khiến cho con của hắn tránh được sự trách cứ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mọi người còn chưa gặp trương sư, con trai đã bị đánh thành đầu heo. Phỉ thúy các, sản nghiệp lâm lang, khu vực tiêu tiền của Vương Thành. Ở chỗ này vương cung quý tộc cũng không dám làm loạn, quý mặc lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, chuyện gì cũng không biết. Sốt cuộc là ai, còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao. Quá kiêu ngạo, quý gia chủ đừng có gấp, tam trưởng lão đã dẫn người đi lùng bắt hung thủ, chắc hẳn rất nhanh lại có kết quả. Lâm Nhược Thiên nói, hơn nữa, không chỉ con trai người bị đánh, ngay cả lang nhi cũng bị độc thủ. Lâm lang công tử cũng bị đánh. Quý Phong chỉ nhận được tin tức con trai bị đánh, cũng không biết những chuyện khác. Hắn không nhịn được sửng sốt, vội vàng hỏi: "Lâm Lang công tử ở đâu? Có nghiêm trọng không? Không phải cùng nằm với công tử nhà ngươi sao?" Sắc mặt Lâm Nhược Thiên khó coi. "Ngươi đây là ánh mắt gì vậy? Nhìn ra được con trai ngươi trọng thương, con ta cũng nằm đó, thế nào không thấy được? Người này là Lâm Lang công tử?" Lúc này mới chú ý thấy bên cạnh con trai cũng có một người đang nằm, Quý Phong bị dọa cho giật mình. "Con của hắn tuy rằng bị thương nặng, chỉ ít còn có thể nhìn ra dáng vẻ đại khái, mơ hồ có thể nhận ra. Nhưng vị lâm lang công tử này, đã bị người bị đánh cho hình dáng cũng không có, hơn nữa toàn thân bốc ra mùi thối sông lên tới trời. Nếu không phải lâm gia chủ mở miệng thừa nhận, dù thế nào hắn cũng không ngờ được, người giống như đầu heo này. Là đệ nhất công tử danh Trấn Vương Thành. Chỉ từ bề ngoài căn bản không nhìn ra. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nuốt nước bọt, Quý Phong không nhịn được nói. Vừa rồi hắn cho rằng có kẻ đánh con của hắn, đã là vô pháp vô thiên. Hiện tại hắn biết được, ngay cả Lâm Lang công tử cũng bị đánh, mới biết được, đã không phải là vô pháp vô thiên, mà căn bản không quan tâm trời cao đất rộng. Thời điểm ta nhận được tin tức qua, đã như vậy. Lâm Nhược Thiên lắc đầu. Tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không nói chính xác được. Còn phải chờ Tam trưởng lão trở về, mới có khả năng xác nhận. Vậy, bọn họ bị thương nặng cần phải mau chóng trị liệu thấy hắn cũng không biết được rõ ràng quý phong không dây dưa trong vấn đề này vội hỏi thương thế của bọn họ rất nặng hơn nữa có chút cổ quái y sư bình thường rất khó trị liệu ta đã mời mục hoành y sư của nghiệp đoàn y sư dựa theo thời gian chắc hẳn rất nhanh sẽ đến lâm nhược thiên gật đầu ừ quý phong gật đầu trong y sư ngoại trừ liếu hội trưởng gần đây có danh tiếng rất lớn kia chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Hoành Y Sư. Làm hội trưởng tiền nhiệm, Y Sư Tam Tinh, cho dù địa vị rất cao, cái giá rất lớn, lâm ra tự mình mời, hắn vẫn không dám cự tuyệt. chương 615, Mộc Hoành Y Sư suy sụp hạ. 1. Chờ thời gian không lâu, Mộc Hoành Y Sư lại ở dưới sự hướng dẫn của một lão nhân, đi đến. Ra mắt lâm gia chủ, quý gia chủ. Mộc Hoành liền ôm quyền, thần sắc thản nhiên. Thân là Y Sư Tam Tinh có ngạo khí của mình hai vị này mặc dù là gia chủ quyền thế khuynh đảo vương thành hắn vẫn không đến mức khúm núm vẫn mong mộc tông sư ra tay cứu chữa cho tiểu nhi lâm nhược thiên vội hỏi có ta ở đây yên tâm cho đối phương một lời bảo đảm mộc hoành mặt không đổi sắc đi vài bước đến trước mặt hai người lâm lang quý mặc công tử ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thế giới này mặc dù không có bắt mạch trung y nhưng cũng có ba dạng thủ đoạn khám bệnh, nhìn, nghe, hỏi. Cho dù đối phương hôn mê không thể hỏi thăm, làm y sư tam tinh, hắn vẫn có thể nhìn ra đại khái. Như thế nào? Thấy hắn nhìn hồi lâu, không nói một câu, Lâm Nhược Thiên không nhịn được nhìn qua. Lâm Lang là con trai độc nhất của hắn, luôn luôn sủng ái có thừa. Hiện tại bộ dạng này, hắn so với ai khác cũng sốt ruột hơn. Thương thế có chút nặng, là bị người sử dụng ngoại lực cứng rắn đánh ra nếu như đoán không sai người đả thương hắn chắc hẳn là am hiểu tu luyện thân thể hoàn toàn kiểm tra xong mộc hoành thở ra một hơi đứng dậy chắp hai tay ở sau lưng thản nhiên nói người tu luyện cùng người chiến đấu đều sử dụng chân khí dễ dàng tạo thành nội thương cũng chính là kinh mạch nội tạng bị hao tổn mà người trước mắt này hàm răng bị đánh rơi ra xương trên người vỡ nát da thịt bị xé rách có thể dễ dàng phân biệt ra được vì ngoại lực tác động Loại tình huống này, hoặc là cường giả am hiểu về thân thể ra tay, hoặc chính là man thú. Cường giả thân thể. Lâm Nhược Thiên nhíu lông mày lại một cái. Hắn chưa nghe nói qua thiên vũ vương thành, có cường giả nào thân thể đạt được cấp tông sư. Trong lòng hắn kỳ quái, vẫn còn có chút lo lắng nhìn qua. Một tông sư có thể có biện pháp trị liệu hay không? Nếu thật sự không được, ta tìm người hội trần, hoặc mời liễu hội trưởng tới xem một chút. Yên tâm, vết thương ngoài da nho nhỏ mà thôi, không tính là gì cả. Thấy trong giọng nói của hắn mang theo sự nghi vấn, vẫn nói tới liễu hội trưởng, sắc mặt mộc hoành trầm xuống, bàn tay to phung. Trước đó, hắn ở dưới y thuật của thiên vũ vương quốc, cao cao tại thượng, không ai dám nghi vấn. Từ khi liễu hội trưởng kia xuất hiện, ai cũng hoài nghi, khiến cho hắn đầy phiền muộn. Lẽ nào ngoại trừ liễu hội trưởng, sẽ không người nào có thể chữa bệnh. Làm phiền tông sư, nghe có thể trị liệu lâm nhược thiên và quý phong đều thở phào nhẹ nhõm ừ không có nói thừa mộc hoành y sư lật cổ tay một cái lòng bàn tay xuất hiện thêm một cái bình ngọc nhẹ nhàng rung lên nước thuốc chảy ra chậm rãi rơi vào trên làn da để trần của lâm lang tăng 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 vừa tiếp xúc với nước thuốc miệng vết thương lập tức xuất hiện vô số bọt khí vết rách trước đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại lợi hải nhìn thấy được hiệu quả rõ ràng như vậy, mắt lâm nhược thiên, quý phong nhất thời sáng lên. Không hổ danh là y sư tam tinh, ra tay quả nhiên không tầm thường. Đây là nước thuốc độc môn ta phân phối, có hiệu quả đối với vết thương ngoài da. Bất kỳ vết thương nào chỉ cần tiếp xúc, đều có thể nhanh chóng khép lại, sinh cơ mọc thịt, thần diệu không tầm thường. Thấy hai người chấn động kinh ngạc, mộc hoành y sư thỏa mãn gật đầu. Hắn đang muốn nói tiếp, lại thấy Lâm Nhược Thiên sướng sở ở tại chỗ. Không đúng, Mộc Tông Sư ngươi xem. Thấy biểu tình hắn kỳ quái, Mộc Hoành theo ngón tay hắn nhìn lại. Vừa nhìn xuống, Mộc Hoành nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy vết thương vừa khép lại, đã bị xé rách, thậm chí còn lớn hơn so với trước đó. Đồng thời không ngừng có máu tươi tràn ra. Lấy một thí dụ, vết thương trước chỉ có hai ngón tay. trị liệu một chút, không những không nhìn thấy nữa, còn biến thành ba ngón tay. Thậm chí bắt đầu chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Vừa khoe khoang khoác lát thuốc nước của hắn là điều chế độc môn, lại xuất hiện loại chuyện như vậy, sắc mặt Mộc Hoành khó coi, vội vàng rót nước thuốc vào một chỗ khác. Xeo. Giống như vừa rồi, cơ bắp vừa mọc ra được lại bị xé rách, trở nên càng dữ tận hơn. Không đúng. Dù thế nào Mộc Hoành y sư cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại biến cố này. Hắn lật cổ tay một cái, lại lấy ra 7, 8 loại nước thuốc lần lượt rót vào mấy chỗ vết thương khác nhau. Chỉ có điều, những nước thuốc trước đó có hiệu quả thần kỳ đối với vết thương ngoài da, lại giống như nước thuốc lần đầu tiên hắn sử dụng. Khi mới bắt đầu có tác dụng, thời gian không lâu, lại nứt ra. Lâm Lang vừa rồi đã ngừng chảy máu, thần thái bình thản. Lúc này, không những không được chữa trị tốt, máu ngược lại càng chảy càng nhiều, vết thương càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch. Mộc Tông sư vẫn mong dừng lại một chút thấy hắn lại lấy ra mười mấy chai chai lọ lọ, dự định lần lượt thử nghiệm, Lâm Nhược Thiên nhất thời run rẩy, vội vàng ngăn cản. Mộc hoành tông sư, ta là mời ngươi tới trị bệnh cứu người, không phải tới giết người. Còn tiếp tục trị như vậy nữa, ta sợ người còn không có chữa trị xong, sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều, trực tiếp chết ở chỗ này. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Sắc mặt trầm xuống, cắt ngang lời của đối phương, Mộc hoành y sư rất nhanh cầm tất cả thuốc trong tay thử một lần, lúc chân mày hắn này mới nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Tất cả dược liệu đều thử hết, lúc này lâm lang cũng chỉ còn hơi thở mong manh, cách tắt thở cũng không quá xa. Rốt cuộc như thế nào? Môi lâm nhược thiên run rẩy. Vừa rồi con trai mặc dù trọng thương, chỉ ít vẫn như sống. Kết quả trị liệu nửa ngày, càng lúc càng kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, khiến cho hắn đầy phiền muộn, lại không thể nổi giận. Liễu hội trưởng kia làm hỏng chuyện tốt của hắn, ở sâu trong nội tâm hắn không muốn tiếp xúc. Bằng không, hắn cũng không có khả năng trực tiếp mời Mộc Hoành Y Sư. Nếu như vị hội trưởng tiền nhiệm này cũng không giải quyết được, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. chương 616, Mộc Hoành Y Sư suy sụp hạ. 2. Trải qua phán đoán của ta, Lâm Lang Công Tử bị thương, không chỉ đơn giản là vết thương ngoài da như vậy. Sợ rằng, còn chúng độc. Do dự một lát, Mộc Hoành chậm rãi nói. Chúng độc, Lâm Nhược Thiên sừng sốt. Chẳng lẽ người kia ra tay đối với con của hắn, còn là một vị độc sư nữa sao? Nếu không, độc bình thường, đối với cường giả tông sư, gần như là không có bất kỳ tác dụng nào. Không sai, chất độc này vô cùng kỳ quặc, ta cũng không nhận ra được, chỉ có điều cũng không cần lo lắng quá mức, một lát nữa ta sử dụng chân khí nghĩ biện pháp ép nó ra. Chỉ cần không có độc, vết thương của hắn sẽ không lại nứt ra nữa rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Mộc Hoành Y Sư nói tiếp, thí nghiệm vài loại dược liệu, hắn cũng cuối cùng xác nhận được, đối phương nhất định là chúng độc. Nếu không, không có khả năng nước thuốc ở trên người người khác không có bất cứ vấn đề gì, ở trên thân người này liên tiếp xuất hiện biến cố. Chỉ có điều, độc có ngàn ngàn vạn vạn loại, hắn không phải là độc sư, căn bản không có cách nào xác nhận được. Vậy làm phiền Mộc Tông Sư, Lâm Nhược Thiên liền vội vàng gật đầu. Ừ. Mộc Hoành lên tiếng, Lâm Lang nâng dậy, ngồi khoanh chân ở sau người, bàn tay để ở lưng hắn, một luồng chân khí chậm rãi truyền thụ, tiến vào trong. Giúp người khác trừ độc, cần phải có phương pháp đặc biệt. Thân là y sư Tam Tinh, hắn đã đặc biệt học qua, hết sức quen thuộc. Chân khí dọc theo kinh mạch của đối phương, tra xét từng tấc một. Chính là chỗ này. Rất nhanh, vị trí độc lại bị phát hiện, mắt hắn không nhịn được nhất thời sáng lên. Sau khi chúng độc Độc sẽ theo kinh mạch chạy khắp toàn thân. Muốn loại bỏ, đầu tiên phải tìm được nó ở chỗ nào. Nếu không, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Lâm Lang công tử tu luyện công pháp lâm gia, cùng chân khí ta tu luyện thuộc về hai phái khác nhau, không phù hợp. Chỉ cần khống chế chân khí bao vây, ép độc ra bên ngoài cơ thể là được. Tìm được vị trí, Mộc Hành không hưng phấn, trái lại càng cảnh giác hơn. Bệnh nhân trúng độc, nói cách khác Độc đã cùng chân khí, thân thể của hắn dung hợp tốt. Muốn loại bỏ, đầu tiên cần tính chất chân khí của mình cùng đối phương khác nhau mới được. Nếu không chân khí dung hợp với nhau, chẳng những không thể loại bỏ được độc, còn rất dễ dàng dính tới trên người mình, được một mất 10. Lâm Lang tu luyện công pháp lâm gia, hoàn toàn khác hẳn so với hắn, quan hệ thật giống như dầu và nước. Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc hẳn là rất dễ dàng tống nọc độc ra bên ngoài cơ thể. Chân khí chậm rãi chảy xuôi, Mộc Hoành Y sư cẩn thận từng ly từng tí khống chế tiếp xúc cùng nọc độc. Mới vừa va chạm, đang định trục xuất thứ này ra khỏi bên ngoài cơ thể, xèo, một tiếng, trong nháy mắt giống như là diêm gặp phải xăng. Nọc độc giống như là truyền nhiễm, trong phút chốc chui vào trong chân khí của hắn. Cái gì? Đồng tử hắn co lại, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bàn tay nhanh chóng biến thành màu đen. Ngay sau đó, kịch độc lập tức lan tràn lên phía trên, chui vào cánh tay. Cái này, cái này, làm sao có thể? Sắc mặt nhất thời trắng bệch, Mộc Hoành thiếu chút nữa phát điên rồi. Đã thấy độc mạnh, lại chưa thấy qua độc mạnh như vậy. Trước đây hắn cũng từng tự tay giúp người giải quyết qua độc dược nhị phẩm. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần cùng chân khí của đối phương dung hòa, sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với chân khí của người khác chân khí. Dù sao chân khí chỉ cần khác tông đồng nguyên, cơ bản đều bài xích lẫn nhau, rất khó dung hợp đây là cái quỷ gì thế nào chân khí mới vừa tiếp xúc lên lại giống như đốt thuốc nổ nguy rồi nhất định là trong độc này ẩn chứa chân khí tinh càng thuần hơn loại chân khí này có thể cùng bất kỳ chân khí nào dung hòa linh quang lóe lên nhớ tới chuyện ghi lại ở trên một quyển y thuật có thể cùng chân khí của hắn nhanh chóng dung hợp đồng thời truyền độc tới chỉ có một loại khả năng đó chính là người hạ độc chân khí cực tinh thuần có thể cùng chân khí của hắn dung hợp hoàn mỹ, hoàn toàn không có chút đường sống phản kháng. Kết thúc rồi. Thân thể thoáng lắc một cái. Giải độc cho người ta không giải được, ngược lại mình trúng độc. Mộc hoành khóc không ra nước mắt. Mới vừa rồi còn nghĩ cố gắng trị liệu, lưu lại cho lâm ra một ấn tượng tốt, hoàn toàn đánh vào mặt, khiến cho tất cả mọi người biết, mộc hoành hắn không phải ngồi không. So với liễu hội trưởng kia, cũng không kém hơn chút nào kết quả là làm ra tình huống này. Chuyện gì thế này? Cổ tay hắn lật một cái, sốt ruột vội vàng lấy ra một viên thuốc giải độc ngậm vào trong miệng, vừa hóa giải một chút, liền thấy vẻ mặt Lâm Nhược Thiên sốt ruột đi tới trước mặt, bàn tay vừa chạm vào ở trên người hắn. Một tông sư, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Đừng động vào. Vốn đang mạnh mẽ áp chế khí độc lan tràn, đối phương vừa đụng vào, chân khí lại không khống chế được, chân khí ẩn chứa độc sông phá gông cùng xiềng xích ở hai cánh tay, chui vào toàn thân của hắn. Phụt, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể mộc hoành y sư thoáng lắc lư một cái, lại cũng không kiên trì nổi. Độc trong người hắn cổ quái, còn chưa nói dứt lời, trước mắt hắn tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mộc y sư, thấy đường đường là y sư tam tinh, hội trưởng y sư tiền nhiệm của nghiệp đoàn y sư, trực tiếp mất xỉu, lâm nhược thiên và quý phong đều bối rối ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Mộc hoành y sư, người không phải tới trị thương sao? Thế nào càng trị thương thế của lâm lang càng nghiêm trọng? Không chỉ như vậy, chính người gương mặt tối tăm, ngất đi, tính là cái gì? Trị thương cho người ta trị, kết quả mình lại trúng độc hôn mê. Mộc hoành, người vừa rồi không phải đã trả lời rất chắc chắn nói, có người ở đây, yên tâm, sao? Yên tâm, với tài nghệ này, ta yên tâm cái rắm chương 617, đánh tới cửa một Làm sao bây giờ? Người còn chưa có trị được, y sư đã ngất đi trước, Lâm Nhược Thiên, Quý Phong đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút hôn mê. Lâm Lang, Quý mặc rốt cuộc gặp phải một đối thủ thế nào, mới khiến cho bọn họ thành như vậy? Y thuật của Mộc Hoành y sư, ở Thiên Vũ Vương Quốc cũng có thể đứng hàng thứ tự trên. Hắn cũng không được, đổi lại thành các y sư khác khẳng định cũng không có cách nào. Một lát sau, Quý Phong nói trừ khi dựa theo hắn nói nghĩ biện pháp giải độc cho bọn họ trước giải độc ngay cả độc là cái gì cũng không biết giải thế nào lâm nhược thiên lắc đầu độc vật này không phải người nào nói giải là có thể giải được không xác định được loại không xác định được lượng thuốc muốn giải quyết gần như không có khả năng đúng vậy nếu muốn giải quyết kịch độc ngay cả mộc tông sư cũng bó tay không làm gì được sợ rằng chỉ có thật sự độc sư mới được quý phong gật đầu Độc sư, đúng rồi, Hồng Liên Thành Đại Dược Vương lại ở Vương Thành. Mau phái người đi mời hắn tới. Ta còn nghe nói, Liêu Huân Điện Chủ Độc Biện, ngày hôm qua cũng đến. Cùng mời tới cho ta. Nghe đến độc sư, ánh mắt Lâm Nhược Thiên nhất thời sáng lên, vội vàng quay đầu lại phân phó. Hắn và Đại Dược Vương vẫn có liên hệ, nếu không cũng không có khả năng mua được độc dược độc chết hùng sư đuôi vàng. Liêu Điện Chủ, Điện Chủ của Độc Biện không phải vẻ mặt quý phong gia chủ nghi ngờ hắn và độc điện ít tiếp xúc nhưng làm quần thể chức nghiệp đặc biệt uy hách một phương hắn vẫn có nghe thấy tuy rằng không xác thực biết được tên họ của điện chủ lại biết tuyệt đối không phải là họ liêu hơn nữa đường đường là điện chủ của độc điện không ở trong sào huyệt chạy tới thiên vũ vương thành làm gì cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết được rõ ràng hình như là điện chủ trước đây đã qua đời học sinh của hắn tiếp nhận chức vụ Lần này là vì đưa tiến một vị nhân vật lợi hại rời khỏi đây, mới đến nơi đây." Lâm Nhược Thiên suy nghĩ một chút, nói. Hắn cũng từ trong miệng đại dược phương nhận được tin tức, giống như là tổng bộ phái đặc sứ nào đó đến đây. Liêu điện chủ cũng vì đưa tiến đối phương rời khỏi đây, mới đến nơi này. Không quan tâm vì nguyên nhân gì, bọn họ ở trên tin tức này thuộc về tuyệt mật, không thể để cho bất kỳ người nào biết. Giải thích xong, Lâm Nhược Thiên nhìn qua, ánh mắt lóe lên quý gia chủ, ta là thấy hai nhà chúng ta đời trước qua lại thân thiết mới không có dấu diếm. nói thật cho biết, người hẳn cũng biết nên làm thế nào. độc sư và những chức nghiệp khác quan hệ cũng không tốt. nếu như để cho những người khác biết đường đường điện chủ của độc điện ở vương thành, rất có khả năng sẽ phát sinh mâu thuẫn không cần thiết. lâm gia chủ yên tâm, ta còn không có lắm miệng như vậy. thấy bộ dáng đối phương nghiêm túc, quý phong biến sắc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng cũng không được, Lâm gia cường thế, hắn không đáp ứng sợ rằng không cần tới ngày mai, quý gia thật sự sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Mà cảnh tượng như vậy, Vương Thất Thiên vô tuyệt đối cam tâm tình nguyện nhìn thấy được. Loại gia tộc lớn như bọn họ, đối với quyền uy Vương Thất là một loại ngăn cản. Có thể bị người tiêu diệt không cần bọn họ nhúng tay, bọn họ tuyệt đối cao hứng cũng không kịp. Lâm gia phái người đi mời, thời gian không lâu Đại dược phương và Lưu Huân Điện chủ lại đi tới nơi này. Lúc này Lưu Huân dĩ nhiên có khí thế và uy nghiêm của điện chủ, chắp hai tay ở sau lưng, ánh mắt sâu thẳm cao xa, khiến người ta cảm nhận được một loại dáng vẻ sâu không lường được. Trước đó Lâm Nhược Thiên, Quý Phong vô cùng kiêu ngạo, thấy hắn đi tới, cũng không dám giả vờ lớn lối, đồng loạt ôm quyền. Lâm Nhược Thiên Quý Phong, ra mắt Liêu Điện chủ. Độc sư không giống với những chức nghiệp khác, tính cách hình như đều có chút cổ quái nếu chẳng may đắc tội chọc cho hắn mất hứng sau đó hắn dùng độc chơi đùa một chút chết cũng không biết chết như thế nào ừ nhìn dáng vẻ hai người liêu Hân thỏa mãn gật đầu mí mắt vừa nhấc lên không biết lâm gia chủ tìm ta qua gấp như vậy vì chuyện gì là như vậy lâm nhược thiên nhìn qua khuyển tử không cẩn thận chúng kịch độc ngay cả mộc hoành y sư bó tay không làm gì được hy vọng điện chủ có thể ra tay cứu giúp chúng độc liếc mắt thoáng nhìn ba người nằm dưới đất còn có một hoành y sư, sắc mặt không buồn không vui, mí mắt liêu huân vừa nhấc lên. Thật sự chúng độc, chỉ có điều, ta tại sao phải ra tay cứu giúp? Con trai người chúng độc liên quan gì đến ta? Người khác muốn nịnh bợ lâm ra ngươi, với ta lại không có quan hệ quá lớn. Điều này, nhìn thấy được biểu tình của đối phương chẳng hề để ý, sắc mặt lâm nhược thiên nhất thời đỏ lên, buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu. Lâm gia làm đệ nhất thế gia của Thiên Vũ Vương quốc, luôn luôn đều là bọn họ khi dễ người khác, đòi lợi ích từ chỗ người khác, đã khi nào có người khác nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng đối mặt với người trước mắt này, hắn lại không dám phát tác. Thực lực của đối phương thì không bằng hắn, nhưng độc sư không kích quỷ dị, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Không ít người thực lực thấp, cũng có thể dễ dàng vượt qua người mạnh hơn hắn, độc chết. Vị Liêu huynh này, thân là điện chủ của Độc Điện, thực lực lại đạt tới tông sư đỉnh phong. Tốt nhất vẫn đừng có đắc tội hắn, nếu không chọc cho hắn tức giận, sợ rằng một viện người cũng không đủ cho hắn độc chết. Nghĩ vậy, cố nén phiền muộn, cổ tay hắn lật một cái. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là một viên kim nguyên đan, đan dược tam phẩm trung kỳ, thiết du tông sư của hiên viên vương quốc tự tay chế luyện thành, đạt tới cấp bậc hoàn mỹ. Sau khi dùng, tuyệt đối có thể khiến cho tu vi của điện chủ tiến thêm một bước, bước vào nửa bước trí tôn cảnh, cũng chưa biết chừng. Kim nguyên đan thuộc tính kim, vô cùng sắc bén, có chứa hiệu quả bài trừ chứ bình chướng. Đạt được cấp bậc hoàn mỹ, giá trị càng lớn hơn nữa, dĩ nhiên không kém gì một khối linh thạch. Lấy thứ này ra, lâm nhược thiên coi như là bắn ra máu. Kim nguyên đan, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liều huân khoát tay áo, vẻ mặt hoàn toàn không để ý chút nào. Trường 618, đánh tới cửa 2. Thứ đan dược này, đối với độc sư mà nói chỉ là vô dụng, cũng không cần lấy ra cho mất mặt. Độc sư muốn nâng cao, phải dùng độc vật, tu luyện độc côn. Đan dược quả thật có tác dụng không lớn. Điều này không nghĩ tới thứ mình cắn răng lấy ra, đối phương cũng hoàn toàn không để ý tới, Lâm Nhược Thiên đầy xấu hổ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Như vậy đi, ta nói một điều, chỉ cần ngươi có thể làm được, đừng nói là hỗ trợ giải độc cho dù giúp ngươi giết người cũng không sao liêu huân lại nhìn qua điện chủ mời nói thấy chuyện còn có khả năng xoay chuyển lâm nhược thiên vội hỏi rất đơn giản ta nghe nói lâm ra các ngươi ở vương quốc rất có địa vị muốn nhờ ngươi giúp một tay xây dựng một nơi độc sư có thể giao dịch ở vương thành liêu huân nói ra mục đích của chính mình nếu không phải bởi vì cái này hắn làm sao có thể đáp ứng đối phương tới nơi này độc sư không có khả năng cứ ở trong độc biện không ra, cũng cần cuộc sống và giao dịch. Nếu như có thể ở chỗ này thành lập một nơi giao dịch như vậy, chẳng khác nào chính thức thừa nhận thân phận, miễn đi không ít phiền phức, không cần cả ngày che che giấu giấu. Điều này, Lâm Nhược Thiên đầy do dự, một lát sau. Điện chủ nói vậy cũng biết Lâm ra chúng ta tuy rằng ở Thiên Vũ Vương quốc có quyền lợi nhất định, nhưng dù sao không phải là người thật sự nắm giữ Vương quốc ở trong tay. Tùy tiện thành lập loại nơi giao dịch này, sợ sẽ khiến rất nhiều nghiệp đoàn bất mãn không cần quanh co với ta ngươi nói vậy là có ý gì đại dược vương đã nói với ta Hạp độc cho vương thất hùng sư đuôi vàng không phải là xong rồi sao yên tâm chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta vừa rồi cho dù man thú chấn quốc đạt tới cấp trí tôn độc biện chúng ta cũng có thuốc đối phó liêu huân thản nhiên nói trí tôn cũng có thể đối phó ánh mắt lâm nhiều thiên nhất thời sáng lên trước đó hùng sư đuôi vàng đột phá khiến cho hắn thu lại không ít tâm tư. Hiện tại vị điện chủ này hứa hẹn như vậy, khiến cho tâm tư đã thu liếm lại trở nên sống động. Nói thật, cho dù không ra trận giao dịch, độc sư cũng có thể âm thầm giao lưu. Trên thực tế Hồng Liên Thành chính là nơi giao dịch lớn nhất, vì một quyết định không ảnh hưởng đại cục, lôi kéo một giúp đỡ cường đại. Sao lại không làm? Lâm Nhược Thiên gật đầu, đang muốn mở miệng, lại thấy một tên hộ vệ hoảng hoảng hốt hốt chạy vào tộc trưởng không xong còn không có tiến vào phòng âm thanh lại truyền vào chuyện gì bị người làm phiền vẻ mặt lâm nhược thiên không vui tam trưởng lão hắn hộ vệ đi tới môi run rẩy thế nào lẽ nào đã bắt được hung thủ bắt được hung thủ có gì phải khẩn trương lâm nhược thiên nhìn qua tam trưởng lão được phái đi bắt hung thủ hiện tại lại có tin tức sợ rằng hung thủ dĩ nhiên đền tội không phải là tam trưởng lão được người đưa trở về bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh hơn nữa hơn nữa hơn nữa cái gì hạ thân của hắn bị người đá vỡ đã hoàn toàn phế vẻ mặt hộ vệ buồn bã giống như đưa đám bị người đá vỡ lâm nhược thiên sửng sốt vẻ mặt lập tức phát điên là ai ai lớn gan như vậy ta nhổ vào lâm gia vẫn là hùng bá vương thành không người nào dám chọc mẹ nó ngày hôm nay thế nào vậy con trai trước tiên bị người đánh thành trọng thương ném vào hố phân tam trưởng lão đi truy đuổi điều tra còn bị người đá vỡ chim từ lúc nào lâm ra bọn họ bị người khi dễ như vậy nếu như bị khi dễ thành như vậy lại không có bất kỳ hành động nào sau này lâm ra còn làm sao đặt chân ở thiên vũ vương quốc nữa là là vương thất phái người đưa tới có người nói hung thủ bất ngờ tập kích thiếu ra chạy trốn tới vương cung bị chuột tìm dấu vết tìm được kết quả hai bên phát sinh mâu thuẫn tam trưởng lão bị đối phương một cước đá cho như vậy những hộ vệ khác cũng là sinh tử không rõ hộ vệ nói ra tin tức biết được về phần người xuất thủ hình như là hội trưởng liễu trình của nghiệp đoàn y sư gần đây danh tiếng vang xa hung thủ bất ngờ tập kích thiếu gia chính là học sinh của hắn thiên vũ vương cung có nội gian của lâm gia muốn hỏi tham gia việc này cũng không khó liễu trình đáng giận, dám đả thương nhi tử và tam trưởng lão của ta, xem uy nghiêm của lâm gia chúng ta như không có gì. Lâm nhược thiên ta và hắn không chết không dừng. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, lâm nhược thiên gào thét một tiếng, sắp phát điên rồi. Người này từ chỗ nào xuất hiện, luôn gây phiền phức cho lâm gia bọn họ, còn nghiện rồi sao? Chữa trị tốt hùng sư đuôi vàng, phá hủy bố trí và kế hoạch của bọn họ, không gây phiền phức cho ngươi, cũng không tệ, lại còn dám phái học sinh đả thương người, tự mình còn ra tay đánh bị thương tam trưởng lão. một hội trưởng danh dự mà thôi, ai cho ngươi lá gan? người đâu bắt liếu trình này tới cho ta, không giết hắn khó giải được mối hận trong lòng của ta. buồn bực sắp muốn nôn ra máu, lâm nhược thiên vẫy bàn tay một cái, khôi phục khí chất của thế hệ kiêu hùng. cần gì quan tâm ngươi là hội trưởng gì, thiên tài gì, đắc tội ta, ta lại giết chết ngươi sau này cho dù nghiệp đoàn y sư đến gây phiền phức, ta cũng có lý. Phân phó của hắn còn chưa có kết thúc, đã thấy một tên hộ vệ cũng đầy hốt hoảng chạy tới. Gia chủ, không xong, liễu hội trưởng kia dẫn theo học sinh của hắn, đã đi tới ngoài cửa, nói muốn tìm lâm ra chúng ta tính sổ, đòi lại công đạo. Muốn chúng ta, xin lỗi, xin lỗi, hắn đánh bị thương người của ta, còn muốn bảo ta xin lỗi. Mắt ửng đỏ, lâm nhược thiên điên thật rồi chương 619, học sinh của ta không thể bắt nạt một. Có nhầm hay không? Hắn là ai? Gia chủ gia tộc đệ nhất thế gia của thiên vũ vương quốc, trận pháp sư tam tinh, cường giả nửa bước trí tôn, trong 13 vương quốc, bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, đều phải cung kính hành lễ, không dám thở mạnh. Vị này thì hay rồi, không chỉ đánh con, trưởng lão của hắn, còn chạy tới tính sổ, đòi ông đạo. Trời à, cho dù tính sổ cũng ta tìm ngươi tính sổ, Ngươi đi tìm mà tính cái lông. Họ liếu, lão tử với người còn chưa xong đâu. Thật sự cho rằng lâm gia chúng ta là thành trái hồng mềm, tùy tiện nắm bóp sao? Nói cho người biết, lâm gia chúng ta hiện nay cũng chưa từng sợ ai. Nếu muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Lâm Nhược Thiên tức giận tới mức sắc mặt tái xanh, đang muốn đi ra ngoài gặp Liễu Trình xem hắn rốt cuộc có chỗ dựa gì, liền nghe phía ngoài một âm thanh truyền khắp phương thành vang lên lâm gia chủ thở dốc nhanh lăn ra đây xin lỗi nếu không đừng trách ta không khách khí mang theo sự phẫn nộ giọng nói giống như sấm sét nổ vang trên đất bằng ta nhổ vào ai vậy dám ở lâm gia tranh cãi ẩm ý điên rồi sao đối với lâm gia không khách khí chuyện gì xảy ra giọng nói vang vọng bốn phía xung quanh khiến hco tất cả mọi người khiếp sợ ngây người ngang nhiên khiêu khích lâm gia ai gan to như vậy mặt cũng quá lớn, không khách khí đối với chúng ta, cũng không sợ mạnh miệng đau đầu lưỡi. Đâm đầu vào chỗ chết. Bên ngoài ồn ào náo động, đại sảnh lâm ra ồ lên một mảnh. Bên trong gian phòng, tất cả trưởng lão mỗi một người đều đỏ mắt, sắp xỉu vì tức. Từ khi lâm ra quật khởi, có khi nào có người dám tới cửa lớn rộng mắng như vậy? Một y sư nho nhỏ, lá gan quá lớn. Đáng giận, các vị trưởng lão, theo ta ra ngoài giết kẻ không biết trời cao đất rộng này gầm lên một tiếng phẫn nộ lâm nhược thiên đi nhanh đi ra ngoài còn chưa đi xa hắn đột nhiên nhớ tới cái gì không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía đại dược vương và lưu huân điện chủ liêu điện chủ đại dược vương có khả năng thật sự có chuyện phải làm phiền hai vị sao hai người nhìn qua khuyển tử và công tử quý gia đều bị học sinh của liễu trình này đánh cho bản thân bị thương chúng kịch độc cho nên ta nghi ngờ người học sinh này của hắn có thể là độc sư đối mặt với độc sư cho dù ta là nửa bước trí tôn cũng rất khó đối phó hy vọng điện chủ có thể ra tay độc sư nếu như là vậy ta khẳng định biết chắc hẳn chỉ là một kẻ không biết từ nơi nào học độc thuật mèo ba chân mà thôi lưu điện chủ gật đầu bàn tay vẫy vây không lưu tâm cũng được loại kiến hôi nhỏ này giao cho ta là được không tính là gì cả nếu quả thật là độc sư, làm điện chủ của độc biệt, khẳng định nhận ra. Chưa từng nghe qua, vậy đã nói rõ, không đáng kể tới chút nào. Đa tả, ánh mắt Lâm Nhược Tiên nhất thời sáng lên, liên tục gật đầu. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là liễu trình kia, mà là vị học sinh sử dụng độc này. Độc trên người Lâm Lang, ngay cả một hoành y sư cũng không giải quyết được, đủ thấy đáng sợ. Hắn đối với độc một chữ cũng không biết, nếu như thật sự gặp phải, khẳng định phiền phức vô cùng. Hiện tại điện chủ của độc điện nguyện ý ra tay, vậy lại không cần lo lắng. Đi thôi, có bảo đảm, lại không do dự nữa, hắn mang theo các vị trưởng lão đi nhanh ra ngoài. Đám người lưu huân, đại trưởng lão, quý phong cũng đi theo. Trở lại thời gian nửa canh giờ trước. Đưa tay ra rũi thắt lưng, Trương Huyền đẩy cửa từ tàng thư khố của Vương quốc đi ra ngoài. Trải qua hơn một canh giờ phấn đấu, cuối cùng hắn đã thu hết tất cả sách vào đồ thư quán. Tốc độ quá nhanh, lúc này toàn thân hắn cũng có chút choáng váng. May mà gần đây thực lực tăng lớn, lại nhân được danh sư được trời thừa nhận bồi dưỡng, linh hồn cường đại không ít. Bằng không, lấy tốc độ thu như vậy, sợ rằng còn không có nhận được phân nửa, đã bị chấn động mãnh liệt trùng kích đến bất tỉnh. Bây giờ còn thiếu sách của nghiệp đoàn y sư chưa có xem qua. Còn có nghiệp đoàn trận pháp sư, tranh thủ thời gian xem xong những quyển sách này lại sử dụng tới trang sách màu vàng nói thầm một tiếng trương huyền cũng không nóng nảy trang sách màu vàng là vật phẩm duy nhất không thể tùy ý sử dụng dù thế nào cũng phải thu thập nhiều sách một chút mới có khả năng có tác dụng lớn hơn liễu lão sư mới vừa đi ra cửa lớn lộ trùng chờ ở một bên đã đi tới cung kính ôm quyền mạc thiên tuyết mạc vũ lúc này vẫn không rời đi nghênh đón không phải bọn họ không muốn đi, mà là không dám. Một khi đi, đám người nằm trên đất này phải làm sao bây giờ? Thế nào còn chưa có đưa trở về? Nhìn thấy được tam trưởng lão vẫn nằm trên mặt đất không ngừng co giật, trương huyền sửng sốt. Tuy rằng vương cung đã có y sư ngự dụng xử lý sơ qua, nhưng thương thế nặng như vậy, loại xử lý đơn giản này chỉ có thể khống chế không có cách nào nặng thêm, muốn chữa trị tốt, gần như không có khả năng. Đưa trở về. Mạc Thiên Tuyết vào đầu, ngươi chưa nói xử lý như thế nào chúng ta thật sự không biết nên làm như thế nào đưa qua chẳng khác nào cùng lâm ra khai chiến lại không có cách nào lui trở về sau ừ cũng không thể để cho bọn họ chết tại đây không thấy có vấn đề gì lắc đầu không tiếp tục để ý tới những người thương bệnh tàn này trương huyền quay đầu lại nhìn về phía lộ trùng lần này nên nói một chút về kẻ thù của ngươi lần trước hắn đặc biệt hỏi thăm qua người này vì sợ liên lụy mình nói chỉ bề ngoài mơ hồ không rõ. Hắn không có cách nào phán đoán, lần này bị trực tiếp va chạm, chắc hẳn là có thể nói một chút xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. chương 620, học sinh của ta không thể bắt nạt hai. Nghe được câu hỏi, Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ cũng không nhịn được nhìn lại, muốn biết người này rốt cuộc chạm vào dây thần kinh nào, ngay cả lâm gia thiếu gia cũng dám đánh. Vâng, lão sư vì mình bỏ ra nhiều như vậy, biết giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì, lộ trùng gật đầu cuối cùng mở miệng. Ta thật ra không ở gọi lộ trùng, gọi là cù trùng, là thiếu gia cù gia ở thiên vũ vương quốc. Cù gia, là cù gia hai năm trước bị người tiêu diệt 137 người. Còn có, hậu nhân sống sót, liếc mắt nhìn nhau, mạc thiên tuyết, mạc vũ đều đầy chấn động kinh ngạc. Đúng, ta còn sống. Viên mắt nhất thời đỏ lên, lộ trùng cắn chặt hàm răng. Các người biết chuyện này. Trương Huyền nhướng mày. Chẳng lẽ Vương Thất thực sự hỗ trợ giấu diếm, thông đồng làm bậy? Biết, nhưng chúng ta cũng không có cách nào. Là tỷ tỷ của Lâm Lang Lâm Thái Tử Phi tự mình ra lệch, một vị cường giả trí tôn ra tay, cả gia tộc đều bị hủy diệt. Nói đến đây, vị quốc vương bệ hạ này luôn luôn trầm ổn lạnh lùng bình tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đó còn có lão nhân và hài tử. Sau đó ta từng tự mình đi xem, một người sống cũng không lưu lại. Tất cả đều bị một chiêu giết chết. Nghe hắn nói như vậy, lộ trùng dường như nhớ lại ngày đó hai năm trước, từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu ở trong hốc mắt không ngừng xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Năm nay hắn mới 17 tuổi, hai năm trước mới 15 tuổi. 15 tuổi tận mắt nhìn thấy được phụ mẫu, người thân, phơi thây trước mặt, đau thương và khổ sở trong lòng có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc vì sao? Mắt híp lại, Trương Huyền chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận từ mi tâm bay lên. Tuy rằng không trải qua loại đau buồn này, nhưng chính một học sinh của hắn, lúc đó tuyệt vọng và thương tâm, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nếu không phải như vậy, không có khả năng khiến cho một thiếu niên chỉ có 15 tuổi, không nói câu nào, cứng rắn quỷ gối học viện mấy ngày mấy đêm, chỉ cầu học được bản lĩnh báo thù. Cũng không có khả năng khiến cho hắn, đối mặt với độc thể hành hạ tàn khốc, cứng rắn chịu đựng, thời gian vài ngày lại đạt được tông sư trung kỳ. Nghe nói là Lâm Lang coi trọng tiểu thư cù linh của cù gia, kết quả người này thể sống chết không theo, còn dường như làm cho hắn bị thương. Cụ thể thương thế cùng loại với tam trưởng lão, lúc này mới dẫn tới Lâm Lung nổi giận lôi đình, phái người ra tay. Mạc Thiên Tuyết nói, ừ, nhìn học sinh trầm mặc ít nói này của mình, trong đầu trương huyền đại khái biết được toàn bộ câu chuyện cũ. Chắc là Lâm Lang coi trọng cù linh, muốn bá vương ngạnh thượng cung, kết quả bị người này không cẩn thận thương tổn tới của quý, không có cách nào làm chuyện của con người. Chặt đứt con cháu của Lâm gia, khiến cho Lâm Lung giận dữ, không tiếc phái ra cường giả trí tôn tự mình ra tay. Rõ ràng sai ở mình, lại muốn giận chó đánh mèo người khác, không tiếc để cho vô số người bị chôn cùng. Sắc mặt Trương Huyền thâm trầm đáng sợ. Sống lại tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Mạnh mẽ cướp dân nữ, ép buộc không thành, lại diệt toàn ra người ta. Dưới chân danh sư đường, ai cho bọn họ lá gan này? Vẫn mong lão sư làm chủ cho ta. Hai tay siết chặt, lộ trùng, bịch, một tiếng quỷ dạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Yên tâm, nếu lão sư biết chuyện này, lại nhất định sẽ thay người đòi một công đạo. Sắc mặt trương huyền trầm thấp, hai mắt giống như thiêu đốt, bàn tay vẫy một cái. Đi! nói xong ắn đi theo phía sau đám người tam trưởng lão vừa được đưa đi. Liễu hội trưởng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn không một lời, trực tiếp rời khỏi đó, Mạc Thiên Tuyết không nhịn được hỏi. Mạc Vũ cũng không kìm lòng được nhìn qua. Không làm gì cả, đi giúp lộ trùng đòi một công đạo. Chắp hai tay ở sau lưng, giọng nói khe khẽ của Trương Huyền truyền tới. Những chuyện khác có thể không cần để ý tới. Lâm gia này giết một nhà 137 của lộ trùng, phải đòi lại công đạo, đồng thời cũng để cho tất cả mọi người biết. Học sinh Trương Huyền của ta không thể bắt nạt. Ngươi, nói cái gì? Lão sư dẫn theo lộ trùng chạy đến trước cửa Lâm gia đang mắng lớn. Lớp học của Liễu lão sư tại Thiên Vũ học viện, Mộc Tuyết tình trợn tròn hai mắt nhìn về phía Mạnh Đào trước mắt, đầy vẻ không thể tin được. Lâm gia đây chính là gia tộc giống cự phách vậy, cho dù phụ thân nàng cũng phải cẩn thận. Vị lão sư này của mình tự nhiên chạy đến trước cửa nhà người ta mắng to. Thật hay giả vậy? Lão sư luôn luôn rất trầm ổn, làm sao có thể làm ra chuyện ấu trĩ như thế? Lộ trùng không phải muốn báo thù sao? Lão sư bảo ta tìm thêm người, bất cứ lúc nào cũng phải hỏi thăm chuyện lớn phát sinh trong vương thành. Đây là vừa rồi có người nói với ta. Mạnh đào nói, là quan hệ của cha ta, tuyệt đối không thể có sai lầm. Báo thù, lẽ nào kẻ thù của lộ trùng là... Lâm ra, thảo nào người này tình nguyện giả vờ câm điếc, cũng không muốn nói ra. Có kẻ thù như vậy, đổi lại là nàng cũng không dám nói thừa. Loại kẻ thù cấp bậc như vậy, so với đối mặt toàn bộ thiên vũ vương quốc cũng có thể đáng sợ hơn. Mục tuyết tình cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Không được, lão sư có nguy hiểm, làm học sinh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi hết khiếp sợ, xoa nắm đấm, trong ánh mắt mục tuyết tình lộ ra vẻ kiên định lão sư sắp gặp phải nguy hiểm, làm như học sinh làm sao có thể biết tin tức còn thờ ơ. Những người khác có thể làm được, một tuyết tình nàng làm không được. Học tỷ chúng ta cũng đi. Học tỷ dẫn chúng ta theo. Lão sư đối với chúng ta ơn nặng như núi. Biết hắn gặp phải nguy hiểm, làm sao có thể ở tại chỗ này chờ đợi được. Một tuyết tình còn chưa nói dứt lời, lập tức khiến cho một đám người hưởng ứng. Tuy rằng thời gian những học sinh bọn họ tiếp xúc với Liễu lão sư không dài, nhưng lão sư đối xử với bọn họ thật lòng thật ý không giữ lại chút nào, khiến cho tất cả bọn họ đều bội phục không thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 620.